Tinh thần biến phần 6 tập 4, biến dị siêu cấp thần thú thuyết minh tại kênh youtube Di các Phim. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Hầu phí biến sắc, trịnh trọng nhìn Tần Vũ nói. Đại ca, nếu sáng tạo không thành công thì sao? Điều này thật khó nói, nếu ta không tiếp tục tu luyện, công lực sẽ vĩnh viễn dừng lại ở tầng cấp hiện tại. Còn tiếp tục tu luyện, nếu một khi sáng tạo ra cảnh giới sai lầm, có khả năng. Trong đầu Tần Vũ hiện ra cảnh tượng trong đan điền hắc động ăn thông với một thế giới khác, trong không gian dài rộng chừng hai ba mét thuộc sự điều khiển của bản thân năng lượng tràn trề cuồn cuộn chảy ra hắc động của mình bị hỏng linh hồn trong nháy mắt bị hủy diệt cảnh tượng này tuy chỉ là tưởng tượng nhưng thực tế rất có khả năng phát sinh tần vũ mặc dù không nói hậu quả sau khi sáng tạo thất bại là gì nhưng hầu phí nhìn sắc mặt tần vũ có thể đoán ra được đại ca không nắm chắc việc sáng tạo ra cảnh giới tiếp theo huynh vạn vạn lần không được đột phá cảnh giới tiếp theo đấy hầu phí nắm lấy tay tần vũ cặp mắt linh động nhìn chăm chăm tần vũ đại ca trả lời ta đi tần vũ ngần người trong lòng vô cùng cảm động tần vũ cười cười được rồi phí phí ngươi an tâm đi ta sẽ không lỗ mãng không tuyệt đối nắm chắc ta sẽ không sáng tạo bừa hơn nữa cảnh giới kế tiếp có rất nhiều phân chi ta đã có chút ý tưởng nhưng cũng chưa hoàn toàn quyết định một công pháp mới mẻ trong quá trình sáng tạo con đường thích hợp cũng không phải chỉ có một có thể có vài con đường chỉ là trong đó có con đường tốt nhất, có thể tốt hơn các con đường khác một chút. Hắc động cảnh giới, cảnh giới kế tiếp là gì? Tần Vũ có thể lựa chọn mấy con đường, nhưng mỗi con đường đều có sự bất đồng, kể ra sau khi đi trên từng con đường, Tần Vũ sau này đạt tới cảnh giới gì cũng là bất đồng. Đương nhiên, con đường Tần Vũ đi cũng có thể là từ lộ. Đại ca, ai, chẳng lẽ huynh không ngừng thể tu luyện cái công pháp tinh thần biến kia, sáng tạo công pháp nguy hiểm thực quá lớn, đi theo con đường của tiền nhân vẫn an toàn hơn. Hầu Phí có chút lo lắng, bầu rượu trong tay cũng rắc một cái bị bóp nát. Tần Vũ lắc đầu. "Phí Phí, công pháp của ta đệ cũng biết đấy, không giống sự tu luyện của các người, các người tu luyện nguyên anh, có thể thay đổi công pháp khác, công pháp này của ta bất đồng, không có công pháp thích hợp cho ta, ta chỉ có thể dựa vào chính mình." Tần Vũ không để tâm cười nói. "Được rồi, đại ca của đệ không phải hồn đàn đâu, lại đây, uống rượu, ngày mai chúng ta phải tiếp tục lên đường." Hầu Phí nhìn Tần Vũ, cuối cùng đành gật gật đầu. Trong con mắt hầu phí, Tần Vũ đối với sinh tử luôn tỏ ra coi thường, bộ dạng không để tâm như vậy, kẻ làm huynh đệ như hắn thì lo lắng, bản thân Tần Vũ lại không chút nóng nảy, hắc động hậu kỳ. Đây là thời khắc tốt nhất để sáng tạo cảnh giới kế tiếp. Mộc 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 mộc, tại Lục Tinh Tinh, tinh cầu hạch tâm ở Long tộc. Lục Tinh Tinh, cả tiên ma yêu giới đều coi như một tinh cầu kỳ dị, tinh cầu này thể tích không lớn, chỉ bằng một phần 11 tinh cầu thông thường, nhưng bên trong tinh cầu này có năm thành thị do lục tinh cấu thành ba thành là thủy lưu giang hà hai thành còn lại làm từ thạch đầu hoàng thổ từ vũ trụ mà nhìn cả tinh cầu là một màu tím lóe lên quang mang mỹ lệ trong lục tinh tinh chỉ có các cao thủ thượng đẳng thần thú siêu cấp thần thú của long tộc mà công lực đạt đến đế cấp cùng đám thuộc hạ mới có thể cư ngụ dân cư ở lục tinh tinh ít phi thường bọn họ tập trung ở một khu vực nhỏ phía trong lục tinh tinh giống như một thôn bình thường chỗ ở của long hoàng rất bình thường là một đình viện trong một tứ hợp viện thông thường. Lúc đó trong đình viện chỉ có hai người là Long Hoàng Ngao Phương và Hoàng tử Ngao Vô Danh. Ngao Vô Danh đã trở lại Long tộc được vài ngày. Vô Danh a, lại đây, uống một chén. sắc mặt Long Hoàng tràn đầy vẻ hiền hòa. Ngao Vô Danh gật đầu nâng chén. kể từ khi về Lục Tinh Tinh đây là lần đầu tiên hắn cùng Long Hoàng uống rượu. Vô Danh người đã trở về được vài ngày, ta vẫn không đến tìm người, bởi vì ta luôn nghĩ, rốt cuộc ta phải nói gì với ngươi đây? trên sắc mặt long hoàng xuất hiện chút buồn rầu và bất đắc dĩ phụ hoàng người nói đi con nghe vô danh bình thản nói quan hệ của hai phụ tử long hoàng và ngao vô danh rất không bình thường long hoàng nhìn vô danh thở dài nói vô danh ta biết người vẫn luôn giận ta được rồi người hiện tại đã cùng liên trúc kia kết hôn ta phản đối cũng vô dụng không phải sao vô danh ngẩng đầu nhìn long hoàng con thích liên trúc không ai có thể chia cắt con và liên trúc kể cả phụ hoàng của con ánh mắt vô danh ẩn chứa sự quật cường hàm ý tuyệt không thỏa hiệp long hoàng cười khổ được rồi đừng dùng cái ánh mắt ấy nhìn ta nữa hôm nay ta đến tìm con là muốn cùng con bàn luận chuyện thoái vị của ta thoái vị trên mặt vô danh xuất hiện một tia kinh xác long hoàng gật đầu nói vô danh con phải biết là ta đã dừng lại ở bát cấp yêu đế này quá lâu quá lâu rồi hôm nay con cũng đã đạt đến thất cấp yêu đế xem ra khoảng cách đột phá đến bát cấp yêu đế cũng nhanh thôi vâng vô danh gật đầu vô danh biết phụ hoàng của mình dừng lại ở bát cấp yêu đế đã rất lâu hai con trai một là bát cấp yêu đế một là thất cấp yêu đế lão tử lại vẫn là bát cấp yêu đế nghi qua cũng biết long hoàng dừng lại ở bát cấp yêu đế lâu đến thế nào linh hồn của ta đã sớm đạt đến cửu cấp yêu đế nhưng vì long tộc ta vẫn dùng truyền thừa bảo vật để áp chế công lực không để bản thân đạt đến cửu cấp yêu đế trong lúc sắc mặt vô danh lộ vẻ khiếp sợ long hoàng vẫn nói tiếp bây giờ thì tốt rồi con và vô hư thực lực đều thăng tiến hơn nữa trong tộc còn có vài trường lão phụ tá cho con con chỉ còn dung hợp với truyền thừa bảo vật cũng đủ để chấn nhiếp các phương thế lực phụ hoàng vô danh há hốc mồm định nói long hoàng khoát tay cười nói trước hết hãy nghe ta nói đã một khi ta đình chỉ áp chế công lực sau khi đạt đến cửu cấp yêu đế thời gian thần kiếp phủ xuống rất khó nói có thể một ngàn năm có thể một vạn năm không nói trước được dựa theo quy củ của lịch đại long tộc ta ta đình chỉ trói buộc công lực đạt đến cửu cấp yêu đế sau khi ta dựa vào truyền thừa bảo vật để vượt qua thần kiếp con sẽ là tân nhiệm long hoàng vô danh con không cự tuyệt chứ vô danh hít một hơi sâu nhìn phụ hoàng của mình rồi gật gật đầu thân là con cháu long tộc đương nhiên phải vì long tộc mà lo toan tốt rồi trên mặt long hoàng hiện lên một chút đau khổ vô danh ta biết con và đại ca con đối với ta vẫn luôn bất mãn con thì tốt rồi đại ca con cửu hận lại quá nặng thậm chí hận cả long tộc vô danh sau khi ta đình chỉ áp chế công lực đạt đến cửu cấp tiên đế vậy lúc nào độ kiếp phi thăng thực rất khó nói con mặc dù có chút cuột cường nhưng ít nhất cũng còn nhận ta là phụ hoàng lòng trung thành của con đối với long tộc ta cũng không nghi ngờ chỉ là đại ca con ta thực lòng muốn xin lỗi hắn thậm chí có thể đứng trước cả long tộc nói xin lỗi hắn long hoàng nhìn về phía vô danh vô danh ta biết cả long tộc này chỉ có con và đại ca con có chút cảm tình con có thể cho phụ hoàng một cơ hội để ta gặp mặt vô hư một lần được không vô danh nhất thời không biết phải trả lời ra sao vô danh vẫn nhớ rõ năm đó khi đại ca mình phẫn nộ rời khỏi long tộc oán hận trong cặp mắt huyết hồng kia quả thực cho dù có dùng hết nước giang hà cũng khó lòng tẩy sạch bỏ đi bỏ đi long hoàng cười vô danh ta cũng không miễn cưỡng chỉ là con cũng cần nhanh chóng tu luyện, đạt đến cửu cấp yêu đế. Thần kiếp đến lúc nào là khó nói vô cùng, tương lai gánh nặng của long tộc sẽ do con gánh vác. Con biết rồi. Vô danh gật đầu. Lúc này quan hệ của phụ tử hai người bọn họ đã tốt lên một chút, có thể vì vô danh biết phụ hoàng mình sẽ đạt đến cửu cấp yêu đế, không nói trước được lúc nào sẽ phi thăng, nên mới có chút thân cận như vậy. Ngày thứ hai, vô danh ở tại nơi cư ngụ của mình, liên trúc thân là thê tử của hắn cũng đang ở đó vô danh đang nói chuyện với liên trúc đột nhiên vô danh cảm thấy truyền tấn linh châu có người truyền tấn tới lập tức lấy truyền tấn linh châu ra yêu thức đảo qua một lượt vô danh đại ca ta đã tiến vào khu vực long tộc rồi vô danh liền nở nụ cười ha ha là tần vũ a ta hiện tại đang ở lục tinh tinh chừng nào ngươi tới vô danh đại ca ta và phí phí phải đến phi cầm nhất tộc tìm tam đệ của chúng ta đây là việc cấp bách đối với cả hai huynh đệ ta bởi vậy tạm thời ta không đến chỗ huynh đợi khi tìm được tam đệ chúng ta sẽ trở lại thăm huynh tần vũ tiếp tục truyền tấn nói vô danh đại ca ta nghĩ rằng với thế lực của long tộc huynh khẳng định sẽ tìm được ta bây giờ đang ở chỗ nào nếu huynh muốn gặp đại ca vô hư của mình huynh có thể đến đại ca vô danh hơi ngạc nhiên tần vũ tiếp tục truyền tin đây là lộ tuyến đồ của ta và hầu phí trong khu vực long tộc nếu huynh thực sự muốn gặp đại ca huynh huynh có thể đến điều này ta đã nói qua với vô hư vô hư hắn tịnh không phản đối được ta nhất định tới vô danh phản ứng lại vội nói hắn và đại ca ngao vô hư đã rất lâu không gặp mặt tần vũ đột nhiên truyền tin phải rồi đại ca ngao vô hư của huynh cũng đã từng nói qua không muốn cho phụ thân huynh long hoàng tiền bối tới vô danh thoáng ngần người hắn nhớ lại nội dung cuộc nói chuyện của hắn và long hoàng hôm qua được rồi vô danh đại ca ta và phí phí tiếp tục xuất phát đây tần vũ lập tức ngừng truyền tấn toàn thân vô danh ngồi không yên trên ghế lông mày nhíu lại trầm ngâm từ đáy lòng hắn tự hỏi chuyện này có nên nói cho phụ hoàng biết không trong một sơn khu hoang vắng tần vũ và hầu phí đang ở đó trên mặt đất đang để một truyền tấn mật trận mang theo truyền tấn mật trận trên người thật là thuận tiện tần vũ phất tay thu truyền tấn mật trận vào bên trong khương lan giới trong người mang theo truyền tấn mật trận hắn lúc nào cũng có thể liên lạc với người khác phí phí chúng ta hãy trực tiếp đến khu vực phi cầm nhất tộc. Trên đoạn đường này, tạm thời không thể nghỉ ngơi. Đợi khi đến khu vực phi cầm nhất tộc nghỉ ngơi cũng chưa muộn. Tần Vũ nhìn về phía hầu phí. Biết rồi, đợi khi đến khu vực phi cầm nhất tộc chúng ta đúng là cần nghỉ ngơi một chút. Hơn nữa đến lúc đó, cũng phải cho sự chiến xác định vị trí của tạp mao điểu. Hầu phí cười nói. Lập tức hai huynh đệ lại xuất phát. Một đường phi tinh đái nguyệt, lộ tuyến họ đưa ra là đi xuyên ngang qua long tộc, để đi tới hoàng điều tinh cầu biên giới khu vực phi cầm nhất tộc song cả tần vũ và hầu phí đều không biết mỗi lần bọn họ lên tinh tế truyền tống trận đều có người đem tin tức của họ truyền ra ngoài hành trình của bọn họ hoàn toàn nằm trong sự giám sát của vũ hoàng huyền đế trong đình viện tĩnh lặng ngao vô danh ngồi bên cạnh bàn còn liên trúc đang bưng một chén trà bước tới vô danh chàng buồn bực điều gì vậy liên trúc để chén trà trước mặt ngao vô danh ngao vô danh hít một hơi sâu rồi chầm chậm thở ra nhìn về phía liên trúc phu nhân nàng nói ta có nên để phụ hoàng gặp mặt đại ca không đại ca không muốn gặp phụ hoàng nhưng phụ hoàng lại muốn gặp đại ca ta phải làm sao bây giờ chàng vì điều này mà suy nghĩ lâu vậy à liên trúc nở nụ cười sao cơ nàng có biện pháp tốt à nga vô danh vì điều này mà buồn bực suốt mấy ngày nay liên trúc cười mắng chàng thật là khờ à việc này chàng cần gì phải trực tiếp quyết định chàng cứ đem việc này nói lại với phụ hoàng hơn nữa còn đưa phụ hoàng chàng đi gặp đại ca chàng nữa đại ca huynh ấy sẽ giận. Đừng nóng vội. Liên Trúc cắt ngang lời hắn. Khi chàng đi gặp đại ca chàng, trước hết đừng để Long Hoàng xuất hiện, chàng hãy một mình đi gặp đại ca chàng. Hỏi huynh ấy có nguyện ý gặp mặt Long Hoàng không? Bất kể đại ca chàng có bằng lòng hay không, chàng đều đem câu trả lời nói lại cho phụ hoàng chàng. Trong đình viện tĩnh lặng, Ngao Vô Danh ngồi bên cạnh bàn, còn Liên Trúc đang bưng một chén trà bước tới. Vô Danh, chàng buồn bực điều gì vậy? liên trúc để chén trà trước mặt ngao vô danh ngao vô danh hít một hơi sâu rồi chậm chậm thở ra nhìn về phía liên trúc phu nhân nàng nói ta có nên để phụ hoàng gặp mặt đại ca không đại ca không muốn gặp phụ hoàng nhưng phụ hoàng lại muốn gặp đại ca ta phải làm sao bây giờ chàng vì điều này mà suy nghĩ lâu vậy à liên trúc nở nụ cười sao cơ nàng có biện pháp tốt à ngao vô danh vì điều này mà buồn bực suốt mấy ngày nay liên trúc cười mắng chàng thật là khờ à việc này chàng cần gì phải trực tiếp quyết định, chàng cứ đem việc này nói lại với phụ hoàng, hơn nữa còn đưa phụ hoàng chàng đi gặp đại ca chàng nữa. Đại ca huynh ấy sẽ giận. Đừng nóng vội." Liên trúc cắt ngang lời hắn. "Khi chàng đi gặp đại ca chàng, trước hết đừng để Long hoàng xuất hiện, chàng hãy một mình đi gặp đại ca chàng, hỏi huynh ấy có nguyện ý gặp mặt Long hoàng không, bất kể đại ca chàng có bằng lòng hay không, chàng đều đem câu trả lời nói lại cho phụ hoàng chàng." Nga Vô Danh nghe đến đây thì nở nụ cười. "A, à, muội thật là tinh quái, thật sự thông minh. Đại ca ta cho dù không đồng ý, một khi ta nói cho phụ hoàng, người phòng trừng sẽ trực tiếp xuất hiện, đến lúc đó cũng xem như là đã gặp mặt, khi ấy đại ca cũng không thể trách ta." Liên Trúc cười hi hi, nhẹ nhéo cái mũi của Liên Trúc, Nga Vô Danh đứng dậy, quay người bước ra khỏi đình viện. "Ta đi gặp phụ hoàng nói một tiếng." Khu vực của Long tộc gần sát với Phi Cầm nhất tộc. Vũ Hoàng và huyền đế dĩ nhiên cũng đã ở đây, hai người bọn họ đã biến đổi hình dáng, bọn họ chính là đang phân tích các tin tức tình báo. Trên vách tường có treo một tấm tinh tế địa đồ lớn, tinh tế địa đồ đó là bản đồ khu vực của Long Tộc, chữ viết trên đó dù sao cũng rất nhỏ, miễn cưỡng cũng chỉ thể hiện đại khái khu vực của Long Tộc mà thôi. Phong Vũ Ca, hôm nay Tần Vũ và Hồ Phí đã tới đây. Huyền Hy đưa ngón tay chỉ vào một tinh cầu thuộc khu vực Long Tộc. Vũ Hoàng nhìn tấm tinh tế bản đồ, gật đầu đáp bọn họ đã đi được một nửa lộ trình, bây giờ chúng ta còn không biết rốt cuộc bọn họ sẽ đi tới biên giới tinh cầu nào. Khu vực Long tộc và Phi cầm nhất tộc có 6 biên giới tinh cầu phân biệt nhau, Vũ Hoàng và Huyền Đế mặc dù đã quyết định giết Tần Vũ ngay khi bọn họ đến biên giới Phi cầm nhất tộc, nhưng hiện giờ Vũ Hoàng vẫn chưa xác định được Tần Vũ sẽ đến biên giới tinh cầu nào. Nhìn lộ trình của bọn họ, phòng trừng sẽ đến một trong hai biên giới tinh cầu này, nhưng là tinh cầu nào thì chúng ta phải tiếp tục đợi tin tức. Huyền Hy cao mày nói theo như tin tức từ thủ hạ của vũ hoàng và huyền đế phái đi lộ trình của tần vũ và hầu phí đã được điều tra rõ ràng bẩm báo hai vị bệ hạ tần vũ và hầu phí đã đến liên ngư tinh một gã tiên đế ở ngoài cửa cung kính nói liên ngư tinh ánh mắt của vũ hoàng và huyền đế sáng ngời đồng thời xoay người nhìn về phía tấm tinh tế bản đồ huyền đế đưa tay chỉ nói phong vũ ca bọn họ bây giờ đang ở liên ngư tinh hiển nhiên bọn họ sắp đi đến biên giới tinh cầu từ tinh cầu này mà muốn vào khu vực phi cầm nhất tộc thì phải đi đến Hoàng Điều Tinh. Huyền đế lại đưa tay chỉ vào một tinh cầu khác trên tinh tế bản đồ, Hoàng Điều Tinh, cả tinh tế bản đồ đều thể hiện khu vực của Long Tộc, chỉ một ít là thể hiện biên giới tinh cầu mà thôi. Khi Tần Vũ và Hầu Phí bước vào Liên Ngư Tinh, lộ trình của bọn họ đã được báo cho Vũ Hoàng và Huyền đế. Hoàng Điều Tinh Vũ Hoàng nhìn Hoàng Điều Tinh trên tấm bản đồ, trong mắt tinh quang lóe sáng. Hy nhi, chúng ta lập tức xuất phát đến Hoàng Điều Tinh, đợi bọn Tần Vũ lập tức xuất phát. Huyền đế đáp lời, sau đó hai người bọn họ sử dụng đại Nazi, cực nhanh hướng về Hoàng Điều Tinh. Huyền đế, bọn họ vốn ở gần khu vực phi cầm nhất tộc, cho nên không tới một ngày đã đến Hoàng Điều Tinh. Hoàng Điều Tinh bạn đang xem tinh thần biến được thuyết minh tại kênh youtube di các phim truy cập kênh youtube di các phim để cập nhật những video mới nhất youtube com sẹt giờ phim viết liền không giấu nhé là tinh cầu chung chuyển trọng yếu giữa hai khu vực long tộc và phi cầm nhất tộc tự nhiên vô cùng phồn hoa mà bọn vũ hoàng và huyền đế vốn đã an bài không ít nhân mã tại đây hiện giờ không ít cao thủ bắt đầu tề tụ đến hoàng điều tinh ở một nơi hoang vắng không người ở trên hoàng điều tinh ở giữa một khu rừng yên tĩnh có một tòa trang viện tòa trang viện đó chính là do thủ hạ của vũ hoàng và huyền đế kiến tạo cách đây không lâu đó chính là nơi ở của vũ hoàng và huyền đế khi vũ hoàng và huyền đế có quyết định sát tử tần vũ ở khu vực phi cầm nhất tộc đã ra lệnh cho thuộc hạ kiến tạo nơi ở trên sáu biên giới tinh cầu đương nhiên trong đó có cả hoàng điều tinh trong trang viện vũ hoàng cùng huyền hy lặng lặng ngồi đợi tin tức của bọn thuộc hạ hai vị bệ hạ dựa theo tốc độ của bọn tần vũ và hầu phí nếu bọn họ vẫn không ngừng nghỉ ngơi chỉ hai ngày sau là bọn họ sẽ đến hoàng điều tinh một gã cửu cấp kim tiên cung kính nói huyền hy lạnh nhạt gật đầu đáp tốt lắm người có thể lui ra gã thuộc hạ lập tức cúi người bước ra phong vũ ca tần vũ bọn chúng chỉ còn hai ngày chúng ta cũng nên tranh thủ nghỉ ngơi đợi sau khi bọn chúng đi tới chúng ta tiến hành công kích cũng không muộn huyền hy nhìn về phía vũ hoàng phong vũ ca mấy ngày nay tinh thần chàng hơi quá khẩn trương vũ hoàng thoáng rùng mình đúng tất cả cũng là do tần vũ vũ hoàng lạnh nhạt cười hy nhi ta không có tâm tư nghỉ ngơi nàng cứ đi nghỉ trước đi ta huyền hy nhìn bộ dáng vũ hoàng không khỏi bất đắc dĩ nói ấy thiếp ở lại cùng chàng hy vọng bọn tần vũ không nghỉ ngơi có thể sớm đến hoàng điều tinh vũ hoàng trong lòng thầm nghĩ ánh mắt cũng trở nên băng lãnh này hai người bọn tần vũ không thể ngừng lại một chút sao long hoàng bất đê á xê dĩ nói ngao vô danh một bên cũng không nói lời nào sau khi ngao vô danh đem sự tình nói cho long hoàng long rất kích động muốn xuất phát đi gặp bọn tần vũ nhưng mà tần vũ đã đi rất xa long hoàng và ngao vô danh chỉ có thể đuổi theo sau trên thực tế long hoàng cũng có thể truyền tấn nói tần vũ đợi một chút chỉ là Long Hoàng cũng biết Tần Vũ đang nóng lòng gặp lại huynh đệ, nên hắn cũng không muốn làm lãng phí thời gian của đối phương, chỉ có thể tự mình đuổi theo Tần Vũ. Lục Tinh Tinh, nơi đây vẫn còn cách xa so với vị trí bọn Tần Vũ. Hôm nay Long Hoàng và Nga Vô Danh cũng đang vội vã đi tới khu vực phi cầm nhất tốc. Phụ Hoàng, dựa theo tốc độ, phòng trừng chỉ hai ngày là Tần Vũ có thể tới Hoàng Điều Tinh, chúng ta nếu ra tốc một chút sẽ có thể, trong hai ngày sẽ đuổi kịp. Nga Vô Danh tính toán rồi nói. Long Hoàng gật đầu. Tốc độ của bọn họ nhanh hơn Tần Vũ nhiều, bởi vì bọn họ không phải đợi chờ. Xuất ra Long tục lệnh bài, bọn họ lập tức bước vào tinh tế truyền tống trận này tới tinh tế truyền tống trận khác, như thế rõ ràng tốc độ nhanh hơn Tần Vũ. Thời gian chậm rãi trôi qua. Hai vị bệ hạ, Tần Vũ đã tới Lâm Việt Tinh, khoảng cách đến Hoàng Điều Tinh chỉ còn một ngày lộ trình. Hai vị bệ hạ, Tần Vũ chỉ còn cách Hoàng Điều Tinh nửa ngày lộ trình. Tiếp nhận tin tình báo, vũ hoàng và huyền đế không dám có chút phân tâm hai vị bệ hạ tần vũ và hầu phí đã đến biên giới tinh cầu của long tộc bọn họ đã đến biên giới tinh cầu của phi cầm nhất tộc hoàng điều tinh nghe tin tức đó vũ hoàng và huyền đế đều đứng lên tần vũ đã tới hai mắt vũ hoàng tỏa sáng huyền đế cũng căng thẳng nắm chặt tay vũ hoàng phong vũ ca không cần khẩn trương tần vũ sẽ không ngờ chúng ta hợp lực công kích một kiếm vũ hoàng gật đầu nhưng là vũ hoàng cũng không tự chủ được hai tay nắm chặt hắn nhớ rõ lần luyện hóa cả tiểu hoàng tinh cuối cùng chỉ còn viên khỏa sắc lục rồi thuộc hạ bị tiêu diệt hôm nay ta nhất định phải giết ngươi vũ hoàng trong lòng nổi giận hầu phí và tần vũ đang đợi tại nơi truyền tống đại ca người ở tinh cầu này thật nhiều có hơn trăm người tại đây phòng chừng chúng ta phải đợi trong chốc lát hầu phí bất đắc dĩ nói tần vũ cũng chỉ mỉm cười bình thường lượng người lưu thông ở các tinh cầu khác không nhiều bằng biên giới tinh cầu hơn một trăm người trong chốc lát đã thông qua chuyển tống trận đi tới hoàng điều tinh người tiếp theo gã nam tử nhận nhiệm vụ thu nguyên linh thạch lãnh đạo nói sau khi nhận nguyên linh thạch của tần vũ gã nam tử đưa tần vũ tiến vào tinh tế chuyển tống trận tinh cầu kế tiếp thuộc khu vực của phi cầm nhất tộc một trận quang mang lóe lên khi luồng quang mang biến mất thì tần vũ và hầu phí mới phát hiện mình đã đến hoàng điều tinh đã tới hoàng điều tinh trên mặt tần vũ hiện lên một nét vui mừng đại ca liên tiếp đi như vậy cũng đã mệt mỏi Dựa theo kế hoạch, chúng ta ở tại tinh cầu này nghỉ ngơi một chút. Hầu Phí từ tinh tế truyền tống trận đi ra, vươn vai một cái. Tần Vũ cười nói, "Không cần gấp, trước tiên để sử chiến xác định vị trí của tiểu hắc, sau đó chúng ta mới xác định được lộ trình." Hầu Phí cũng gật đầu. Sự an toàn của sử chiến phi thường trọng yếu, có sử chiến bọn Tần Vũ mới dễ dàng xác định được vị trí của tiểu hắc. Nơi này Ngư Long hỗn tạp, tìm một nơi an toàn yên tĩnh rồi mới để sử chiến ra ngoài tần vũ và hầu phí hai người tiện hóa thành lưu quang bay đi hướng phương đông trong lúc đó một gã tiên nhân lấy ra chuyển tấn linh châu đại nhân tần vũ và hầu phí đã tới bọn chúng tịnh không đi tiếp mà là dừng lại tại hoàng điều tinh sau khi bọn chúng ra khỏi tinh tế chuyển tống trận đã hướng phương đông bay đi tần vũ và hầu phí sau khi bay mấy trăm dặm mới hạ xuống nơi này không một bóng người chỉ là một thảo nguyên hoang vu tần vũ trực tiếp đem sử chiến từ khương lan giới ra ngoài sử chiến vừa ra ngoài thấy tần vũ và hầu phí lập tức cung kính nói sử chiến gặp và ra mắt tần vũ đại nhân hầu phí đại nhân tốt lắm hầu phí đáp lời người hãy cảm ứng vị trí chủ nhân tiểu hắc giờ đang ở đâu đây là địa bàn của phi cầm nhất tộc ngươi chỉ cần chỉ rõ phương hướng là được vâng sử chiến không người nói sau đó bắt đầu lặng lặng cảm ứng vị trí của tiểu hắc tần vũ đột nhiên nhớ mày đại ca có chuyện gì vậy hầu phí nghi hoặc hỏi tần vũ nhíu mày nói vừa rồi có một đạo tiên thức quét qua đây hầu phí cười nói a à, sự tình này cũng là bình thường tu luyện giả không có việc gì làm tiện phóng tiên thức tìm tòi xung quanh thôi không phải vừa rồi là tiên thức có cấp bậc rất cao tần vũ cao mày chỉ là tiên thức chỉ đảo qua một chút đã tự biến mất ta chưa kịp quan sát tối thiểu cũng là lục thất cấp tiên đế đã xác định được vị trí của tần vũ huyền hy quay về nhìn vũ hoàng gật đầu trong mắt vũ hoàng phát ra luồng quang mang rốt cuộc cũng đợi được hi nhi chuẩn bị lập tức liên thủ công lực của ta so với nàng cao hơn nên ta sẽ chủ trì huyền hy gật đầu lập tức hai người nhìn nhau cực kỳ ăn ý hai người đồng thời lăng không sau đó hai người bắt đầu kết xuất ấn tay động tác hết sức giống nhau trong miệng hai người còn phát ra âm tiết quái dị hai thành thần kiếm phân biệt từ tên thân hai người bay ra là cảnh hoàng kiếm và lưu cảnh kiếm một màu vàng một màu xanh biếc đột nhiên huyền hy và vũ hoàng thân hình hai người giao nhau giống như không gian chuyển di thân hình hai người không ngừng xoay tròn hoán đổi cảnh hoàng kiếm và lưu cảnh kiếm cũng phát ra âm thanh ong ong đồng thời bắt đầu dung hợp quang mang thiểm điện kiếm khí phát ra cảnh hoàng kiếm và lưu cảnh kiếm dung hợp thành thượng phẩm thần kiếm vô song cảnh kiếm vũ hoàng và huyền hy nhìn nhau hai người đột nhiên biến mất lúc này ấn tay pháp quyết của hai người đã bất đồng chỉ thấy ngón tay vũ hoàng lóe lên đạo đạo kim quang vô song cảnh kiếm xuất hiện trên tay trong mắt vũ hoàng ánh lên một tia tàn nhẫn hô tiên thức vũ hoàng bao trùm cả điều hoàng tinh đang đợi đáp án từ sử chiến tần vũ cũng cảm ứng được sắc mặt đột nhiên biến đổi không tốt tần vũ lập tức kinh hãi hắn bắt đầu triển khai tiên thức nhưng mà khi tiên thức của tần vũ bao trùm cả điều hoàng tinh tần vũ chỉ cảm thấy thiên địa chấn động một đạo quang hoa kinh người phá không đánh tới thậm chí cả không gian cũng xuất hiện một cái khe rất nhỏ nhanh quá nhanh Tiên thức Tần Vũ vừa mới phát ra, thần kiếm đã công tới. Phốc. Tốc độ công kích cực nhanh, so với công kích của Thanh Huyết kiếm tiên lúc trước còn nhanh hơn gấp thập bội, ngay cả phản ứng tránh né của Tần Vũ cũng không có. Tần Vũ chỉ cảm thấy thân hình chấn động, một cỗ năng lượng kinh khủng công vào, cả thân thể bị bay ra phía sau. Khi lực công kích chạm vào thần khí chiến y. Hắc Ngưng Tuyết chiến y chỉ ngăn trở trong chốc lát, sau đó thần khí chiến y như một tấm vải đã bị thần kiếm đâm xuyên qua, thân thể Tần Vũ như một miếng đậu hũ thần kiếm kích chúng đan điền tần vũ máu tươi phun ra tần vũ chết đi vũ hoàng và huyền đế trực tiếp thuấn di tới phía trước tần vũ hầu phí nhìn tình cảnh phát sinh đặc biệt khi thấy thần kiếm xuyên qua thân thể tần vũ phá hư thần khí chiến y trực tiếp đâm vào nơi yếu hại nhất là đan điền hầu phí nhất thời ngây người đại ca hầu phí hai mắt đỏ bừng khản giọng hét lớn thân thể hầu phí lóe lên luồng quang mang một viên hầu ảo ảnh thân cao mấy trăm trượng xuất hiện sau lưng hầu phí Toàn thân hầu phí được bao bọc bởi lớp lông màu bạc, hai tròng mắt kim sắc, đôi môi màu tím. A, à, một tiếng hống vang lên, hai mắt hầu phí từ từ đỏ bừng, khóe mắt băng lãnh. Nạp mạng đi. Theo tiếng giống giận, hắc bổng trong tay xuất động, vô số bổng ảnh hiện lên, bao trùm lấy vũ hoàng, huyền đế hai người. Giờ khắc này tần vũ quỵ trên mặt đất, hai tay chống xuống, máu tươi từ trong miệng phun ra. Phốc, máu tươi từ trong miệng tần vũ liên tục trào ra vừa rồi dưới sự công kích của vô song cảnh kiếm không gian cũng sinh ra một cái khe thần khí chiến y hắc ngưng tuyết của tần vũ cũng bị phá hủy cả đan điền của tần vũ cũng bị vô song cảnh kiếm đâm vào còn có không ít luồng kiếm khí kinh khủng từ vô song cảnh kiếm phát ra khắp bốn phương tám hướng nếu trong đan điền của tần vũ là nguyên anh thì lúc này hắn phải chết tất không thể nghi ngờ dù sao lực phòng ngự của nguyên anh quá yếu không gian trong đan điền nói lớn thì cũng là lớn vô cùng nói nhỏ thì cũng rất nhỏ trên thực tế đây chính là một bộ phận trong cơ thể tần vũ trung tâm đan điền của tần vũ là hắc động đang bị hai đạo kiếm khí công kích hắc động của tần vũ trực tiếp đem hai đạo kiếm khí thôn phệ lượng kiếm khí trong cơ thể tần vũ bộc phát cực nhiều cũng chỉ vì vũ hoàng muốn một kích tất sát tần vũ nên khi công kích đã gia tăng lượng kiếm khí do đó trên thực tế lực công kích cũng không mạnh đối với nguyên anh thì có lẽ đã bị phá hủy nhưng trong đan điền của tần vũ là hắc động nên không bị ảnh hưởng nhiều chỉ là khi vô song cảnh kiếm xuyên qua đan điền tần vũ thoáng làm cho hắc động chấn động may mắn vô song cảnh kiếm không có đâm vào vị trí đan điền hắc động nếu mặt trước bị đâm trúng mười phần hết tám chín phần sẽ hỏng sinh mệnh nguyên lực cực nhanh chữa trị vết thương trong cơ thể tần vũ nếu trong đan điền của ta chính là nguyên anh lúc này đây ta thật sự đã chết vẫn đang quỵ trên mặt đất tần vũ ngước ánh mắt đỏ hồng nhìn lên phía trước trong khi đó hầu phí giống như người điên đang tấn công vũ hoàng và huyền đế giống như một người điên hầu phí bộc phát lực chiến đấu cực mạnh kinh thiên tam thập lục côn đã được vận chuyển đến mức cực hạn vô số côn ảnh điên cuồng công kích vũ hoàng cùng huyền đế phong vũ ca hầu phí giống như là một tên điên chúng ta phải làm như thế nào bây giờ huyền hy truyền âm hỏi vũ hoàng cũng cao mày ngăn cản công kích của hầu phí cho dù thực lực hầu phí có vượt xa lúc bình thường vô luận công lực hay kỹ xảo hoặc sự lĩnh ngộ đối với thiên địa cũng đều kém rất xa so với vũ hoàng không cần lo lắng Tần Vũ bây giờ hình như không có cử động. Sắc mặt Vũ Hoàng xuất hiện một tiêu vui mừng. Một kiếm vừa rồi uy lực cực mạnh, ngay cả hắn cũng đỡ không được. Tần Vũ tất chết không thể nghi ngờ. Vũ Hoàng cũng không biết giờ phút này Tần Vũ chỉ là thu liễm khí tức mà thôi. Đúng, hình như không có khí tức. Có điều vết thương trên người hắn đang được chữa trị cực nhanh. Quả là kỳ dị. Huyền Hy chú ý đến vết thương của Tần Vũ. A, à, Vũ Hoàng kinh ngạc. Chẳng lẽ Tần Vũ không chết? vũ hoàng vũ pháp tin dưới sự liên thủ của hai người thực lực vượt xa cựu cấp tiên đế huống chi còn có thượng phẩm thần kiếm vô song cảnh kiếm lực công kích thậm chí có thể xé rách không gian uy lực như thế có thể không giết được tần vũ sao tiên thức của hắn rõ ràng đã thấy vô song cảnh kiếm xuyên qua bụng tần vũ trong khi hầu phí đang điên cuồng phí phí ta không chết một đạo âm thanh vang lên bên trong đầu hầu phí hầu phí cả người tỉnh táo lại đệ mau chạy đi ta sẽ đem đệ vào khương lan giới nhanh hầu phí đã hiểu được tình thế trước mắt liền bay ngược ra sau vũ hoàng và huyền đế vốn không muốn giết hầu phí bây giờ thấy hầu phí thối lui tự nhiên sẽ không đuổi theo phong vũ ca hắn vẫn còn sống mụi cảm ứng được khí tức của tần vũ sắc mặt huyền hy biến đổi vừa rồi tần vũ truyền âm cho hầu phí tất nhiên sẽ phát ra khí tức sau đó lập tức thu liễm lại không nghĩ tới là huyền hy phát hiện tâm ý tần vũ vừa động hầu phí và sử chiến đã bị thu vào trong khương lan giới sau khi lo cho sự an toàn của hầu phí và xử chiến trong lòng tần vũ mới hoàn toàn yên tâm giờ khắc này tần vũ có thể trực tiếp tiến vào trong khương lan giới vũ hoàng ta thật sự không nghĩ đến sau khi xảy ra sự việc tại tiểu hoàng tinh người vẫn còn dám truy sát ta tần vũ nhìn vũ hoàng trong mắt có chút tức giận thần khí chiến y hắc ngưng tuyết bị phá hủy thần khí chiến y phòng ngự rất mạnh chỉ có thể thật sự bị phá hủy khi bị xuyên qua trừ khi chính người luyện chế thần khí sửa chữa nếu không cả tiên ma yêu giới phòng trừng không có người nào có thể sửa chữa được. Như thế nào có thể? Vũ Hoàng nhìn Tần Vũ lẩm bẩm nói, cả người hắn như bị lôi điện bổ trúng, biến thành kẻ ngu, vẻ mặt hiện lên nét khó tin. Tần Vũ, người không chết, tuyệt đối không có khả năng. Vũ Hoàng hai mắt hàn quang lóe ra, toàn thân tỏa ra kình khí vô biên, huyền hy đứng bên cạnh, trên mặt cũng có nét khiếp sợ, nàng thấy Tần Vũ không chết nên kinh hãi. Tần Vũ nhìn Vũ Hoàng. Vũ Hoàng, ngươi nghe đây, Tại nhân giới Hoa Nhan dùng thân nhân uy hiếp ta, tại Phong Nguyệt Tinh ngươi phái người truy giết ta, tại Lam Tuyết Tinh chính ngươi ra tay, tại Tiểu Hoàng Tinh, ngươi không tiếc luyện hóa một tinh cầu để giết ta, lúc này đây ngươi lại một lần nữa truy sát ta, đều là do ngươi chủ động tìm giết ta." Tần Vũ tức giận cực độ. Hắn phẫn nộ chỉ tay về phía Vũ Hoàng. "Vũ Hoàng, ngươi nghĩ Tần Vũ ta là cái gì? Ta căn bản không muốn kết thù oán với ngươi, song ngươi không ngừng truy sát ta đoạt bảo, là do ngươi bức ta." "Ta Tần Vũ xin lập thệ, sẽ có ngày ta phải giết ngươi, ta và ngươi không chết không ngớt. Tần Vũ chỉ tay về phía Vũ Hoàng, tiếng cuồng nộ vang lên giữa thiên địa. Ta và ngươi không chết không ngớt. Thanh âm không ngừng vang vọng khắp nơi. Không chết không ngớt, hừ, vậy ngươi nhất định phải chết. Thân hình Vũ Hoàng hóa thành tia chớp. Dừng tay. Đột nhiên, hai tiếng gầm vang lên, trong tiếng hét ẩn chứa năng lượng bá đạo, Vũ Hoàng sắc mặt biến đổi, hai người vừa đến đều mặc kim sắc trường bào một người là kim phát nam tử một người là bạch phát lão giả long hoàng bạn đang xem tinh thần biến được thuyết minh tại kênh youtube di các phim truy cập kênh youtube di các phim để cập nhật những video mới nhất youtube com sẹt giờ phim viết liền không giấu nhé vũ hoàng và huyền đế sắc mặt đều đại biến long hoàng nhìn thoáng quá thân người tần vũ thấy thần khí chiến y bị phá hủy cùng với vết máu trên miệng lập tức quay đầu nhìn vũ hoàng trong mắt xuất hiện một tia lãnh sắc phong vũ người truy cùng đuổi tận không phải quá đáng lắm sao? Vũ Hoàng cười lạnh nói. Long Hoàng, chẳng lẽ vừa rồi ngươi không nghe Tần Vũ nói với ta không chết không ngớt? Tần Vũ, ngươi không sao chứ? Ngao vô danh tiến sát đến Tần Vũ. Không có việc gì, chỉ là thần khí chiến y bị phá hủy. Tần Vũ tháo thần khí chiến y trên người xuống, sau đó thu vào diễm huyền chi giới, kế đó trực tiếp dùng hắc động ngưng tụ thành một bộ trường bào. Ha, ha, Long Hoàng giận dữ cười nói. Phong Vũ, ta cho tới bây giờ cũng không nghĩ ngươi không biết xấu hổ vừa rồi tần vũ nói gì ta nghe được hết người ba bốn lần chủ động đuổi giết tần vũ chủ động công kích tốt ngươi hủy diệt của tần vũ một bộ thần khí chiến y ta cũng sẽ bắt ngươi bồi thường khí thế trên người long hoàng bắt đầu tỏa ra long hoàng muốn động thủ nhìn thấy tình cảnh này nga vô danh cũng lộ ra sắc mặt vui mừng quay về nhìn tần vũ nói tần vũ phụ hoàng ta đã ra tay yên tâm vũ hoàng tuyệt đối đánh không lại tần vũ gật đầu hắn biết long tộc rất lợi hại long hoàng còn sở hữu truyền thừa bảo vật dựa theo lời ngưu ma hoàng nói thì truyền thừa bảo vật còn lợi hại hơn thần khí tần vũ cùng ngao vô danh trong lòng cao hứng vũ hoàng và huyền đế thấy long hoàng chuẩn bị ra tay sắc mặt cũng biến đổi long hoàng ngươi quả thật vì tần vũ mà động thủ cùng chúng ta huyền đế huyền hy lãnh thanh nói huyền hy tuy là nữ lưu nhưng địa vị cực cao trong tiên đế lời nói cũng có chút uy nghiêm vũ hoàng dương mắt nhìn long hoàng long hoàng lạnh nhạt cười nói đã bao nhiêu năm nay ta chưa có ra tay xem ra không nhiều người biết thực lực của ta các ngươi tưởng rằng có vô song cảnh kiếm là có thể đại chiến một trận với ta thật sự là tức cười vũ hoàng và huyền đế sắc mặt nghiêm túc oanh một đạo kim quang tròi mắt từ trên trán long hoàng phóng ra bay lên bầu trời thiên địa tức thì chấn động được bao bọc trong luồng kim quang long hoàng giống như một chiến thần làm cho người ta ngưỡng mộ đối phó với các ngươi chỉ cần một quyền long hoàng lạnh nhạt nói trong thanh âm ẩn chứa luồng bá khí cao ngạo nhìn bằng mắt thường có thể thấy được chất lỏng màu kim sắc từ trong thân thể long hoàng tỏa ra sau đó bao trùm toàn thân long hoàng bao trùm luôn cả hai tay cẩn thận vũ hoàng truyền âm cho thê tử của mình tần vũ và ngao vô danh chú tâm nhìn vô danh đại ca long hoàng nắm chắc phần thắng chứ tần vũ truyền âm nói ngao vô danh tự tin trả lời yên tâm vũ hoàng mặc dù đạt tới cửu cấp tiên đế công lực tương đương phụ hoàng ta nhưng mà phụ hoàng có truyền thừa bảo vật của long tộc đối phó với bọn chúng quả thực dễ dàng thấy Nga vô danh tự tin như thế tần vũ cũng yên tâm xem xét trận chiến toàn thân được bao trùm trong màn kim quang long hoàng đạm tiếu nói cẩn thận đấy phụ hoàng và huyền đế ngưng tụ công lực đến mức cực hạn hai thanh thần kiếm cũng xuất hiện trước mặt hai người tùy thời có thể ra tay đột nhiên chỉ thấy một tia chớp màu vàng lóe lên long hoàng xuất hiện trước mặt phụ hoàng và huyền đế hai người bọn họ cơ hồ đồng thời xuất kiếm mà long hoàng cũng đã một quyền công tới chỉ nghe một tiếng rít một quyền xuất ra một quyền kim sắc công chúng thần khí chiến y trên người huyền hy lập tức thần khí chiến y xuất hiện các vết nứt sắc mặt nàng trong nháy mắt chuyển sang màu trắng bệch hy nhi vũ hoàng sắc mặt đại biến lập tức hoảng sợ ôm chặt lấy huyền hy cả người bay ngược ra sau hy nhi hy nhi nàng không việc gì chứ vũ hoàng ở ngoài trăm thước nhìn huyền hy hỏi trong lúc này sắc mặt huyền hy tái nhợt vô cùng nàng cố gắng mỉm cười nhìn vũ hoàng nói không có việc gì long hoàng không muốn giết thiếp chỉ là không nghĩ tới long hoàng có thể dễ dàng phá hủy thần khí chiến y như vậy thần khí chiến y trên người bắt cấp tiên đế lực phòng ngự phát huy vô cùng cường đại nhưng dưới một quyền của long hoàng đã bị hủy diệt vũ hoàng lúc này nhanh chóng phản ứng tâm ý vừa động đã thu cảnh hoàng kiếm trở về đồng thời một đạo tiên nguyên lực cũng bao bọc lấy lưu cảnh kiếm cấp tốc thu về long hoàng căn bản không ngăn trở phong vũ người nghe ta nói long hoàng nhìn chằm chằm vào vũ hoàng nói vừa rồi ngươi phá hủy thần khí chiến y của tần vũ và đánh trọng thương hắn ta bây giờ cũng hủy diệt một thần khí chiến y đánh trọng thương huyền đế để đáp trả các ngươi vũ hoàng cắn chặt hàm răng nhưng là không dám nói gì vô luận thế nào thực lực của hắn và long hoàng chênh lệch quá lớn thực lực không bằng người chỉ có thể nhẫn nhục hắn hung hăng chừng mắt nhìn tần vũ sau đó ôm lấy thê tử của mình cả người hóa thành một đạo lưu quang biến mất. Huyền Hy Thân là bắt cấp tiên đế, thương thế khôi phục cũng rất nhanh. Phong Vũ Ca không cần quá để ý. Huyền Hy quay về phía Vũ Hoàng nói. Huyền Hy nhìn vẻ mặt của Vũ Hoàng, trong lòng cũng cảm thấy lo lắng. Vũ Hoàng là người rất cao ngạo, lúc này đã thật sự bị đả kích quá lớn. Tất cả mọi việc đều chuẩn bị hoàn mỹ, thậm chí cả việc tay cũng hoàn mỹ, nhưng cuối cùng lại thất bại, thậm chí còn bị Long Hoàng xuất thủ ngăn cản. Vũ Hoàng lắc đầu, hi nhi dựa theo lời tần vũ ta phải lần đối phó hắn lần đầu tiên hoa nhan thân tử lần thứ hai tại phong nguyệt tinh một lượng lớn kim tiên bị giết lần thứ ba tại lam tuyết tinh ta khổ sở giám thị hắn vẫn không một chút phát hiện lần thứ tư tại tiểu hoàng tinh bị hắn phái ngao vô hư giết 26 tiên đế hi nhi nàng nói ta có thể chịu đựng được sao vũ hoàng thở hồn hển nói trong mắt hàn quang lóe lên lần lừa chịu nhục hơn nữa vừa rồi hắn còn thể không chết không ngớt hừ tới bước này ta còn có thể lùi bước được sao ta không giết hắn chết cũng không nhắm mắt nhìn thấy trượng phu của mình như vậy huyền hy biết vũ hoàng đã bị tâm ma rất nặng long hoàng lão già này vũ hoàng nghĩ tới cảnh khi trước cùng long hoàng giao thủ trong lòng có cảm giác vừa phẫn nộ vừa vô lực trên thực tế cảnh hoàng kiếm của hắn đã công chúng lên người đối phương đáng tiếc khi cảnh hoàng kiếm công vào kim sắc chiến khải căn bản không gây một tia tổn thương nào chênh lệch cho dù đạt tới cửu cấp tiên đế thực lực của hắn vẫn còn khoảng cách rất xa so với long hoàng thật mạnh tần vũ nhìn long hoàng trong lòng hiện lên hai chữ vừa rồi nhìn thấy một quyền tựa như bình thường nhưng tần vũ phát hiện trong quá trình công kích không gian xung quanh kim sắc quyền xuất hiện một cái khe quyền như thái sơn uy lực cực kỳ mạnh ngay cả thần khí chiến y trên người bát cấp tiên đế cũng bị phá hủy chỉ thấy khải giáp kim sắc trên người long hoàng hóa thành chất lòng kim sắc sau đó bị hút vào trong cơ thể long hoàng màn kim quang quanh thân thể Long Hoàng cũng biến mất. Tần Vũ, người ổn chứ? Long Hoàng mỉm cười, quay về hướng Tần Vũ thân thiết hỏi. Ta không việc gì, cảm ơn bá phụ đã hỗ trợ. Tần Vũ cảm tạ nói. Chỉ là việc nhỏ, Vũ Hoàng kia luôn coi thường người khác, cho rằng mình có quyền sinh sát đối với người khác, vừa rồi ta chỉ là giáo huấn hắn mà thôi. Long Hoàng đột nhiên hướng về Tần Vũ dò hỏi. Hắn hủy diệt của ngươi một món đồ thần khí, ta cũng hủy diệt của chúng một món thần khí có phải ta đối với bọn họ vẫn còn quá nương tay nghe thấy long hoàng nói vậy tựa hồ như đang hỏi ý kiến mình trong lòng tần vũ vô cùng minh bạch long hoàng chính là muốn hắn nhận lấy tấm nhân tình này đã nhận tấm nhân tình thì phải giúp lại người ta hôm nay nếu không phải là nhờ bá phụ dù cho ta có thể giữ lại được tính mạng thì cũng phải chịu khổ bá phụ đã có thể giúp ta trừng phạt đích đáng vũ hoàng ta cảm kích bất tận bá phụ nếu có chuyện gì muốn phân phó xin cứ thoải mái nói ra tần vũ nói rất khéo léo long hoàng bỗng cười một tiếng sau đó nói tần vũ ngươi có lẽ đã biết chuyện giữa ta và vô hư tần vũ gật đầu đúng là ta đã biết một chút long hoàng yêu cầu ngay khi ngươi để vô danh và vô hư gặp nhau ta sẽ ly khai vô danh khả năng sẽ để ta gặp vô hư ta lo vô hư nó không đồng ý do đó hy vọng đến lúc đó ngươi ở một bên khuyên nhủ nó thấy dáng vẻ trông đợi của long hoàng tần vũ không khỏi thấy bất đắc dĩ vô danh ở bên cạnh cũng thuyết phục tần vũ người hãy giúp đỡ chúng ta tần vũ gật đầu cười đáp ta tịnh không phải là không giúp đỡ chỉ là không có tin tưởng mà thôi yên tâm đến khi đó ta sẽ hết sức khuyên nhủ xem sao long hoàng lập tức cười tươi như hoa nở vậy thì cảm ơn ngươi nhiều long hoàng nhìn bốn phía sau đó gật đầu bảo nếu đã vậy ngươi trước hết để vô danh huynh đệ bọn nó gặp nhau nói chuyện đi còn vô hư có nguyện ý gặp ta hay không lúc đó hãy chuyển tấn gọi ta lại nói xong cả người long hoàng liền thuấn di tiêu thất vừa rồi đã xảy ra một cuộc chiến đấu trên đồng cỏ hiện giờ chỉ còn có hai người tần vũ và ngao vô danh ở đó vô danh đại ca người đợi cho một lát ta đi nói với vô hư một tiếng tần vũ nói với ngao vô danh xong thì chớp mắt cả người đã biến mất tiến nhập vào trong khương lan giới ngao vô danh thấy tần vũ tiêu thất trong lòng thoáng nghi hoặc không lẽ đại ca người lại đang ở trong thanh vũ tiên phủ nếu không tại sao tần vũ phải tiến nhập vào bên trong đó đến hiện giờ ngao vô danh vẫn chưa biết đến sự tồn tại của khương lan giới bên trong khương lan giới tần vũ tịnh không có lập tức đi đến chỗ ở của ngao vô hư mà lại đến nơi của hầu phí và sử chiến hiện giờ tần vũ biết hầu phí lúc này có lẽ đang lo lắng đại ca sao còn chưa xuất hiện chứ hầu phí không ngừng nhìn khắp nơi trên mặt đầy vẻ âu lo sử chiến đứng bên cạnh hắn liền lên tiếng khuyên bảo hầu phí đại nhân tần vũ đại nhân khẳng định đã có chuyện gì khiến cho chậm trễ tần vũ đại nhân đã có thể để chúng ta đến đây thì người cũng tùy lúc là khả dĩ đi vào được hầu phí biết sử trên nói đúng nhưng không thấy đích thân tần vũ xuất hiện hắn không cách gì an tâm cho được bỗng nhiên phía trước xuất hiện một người chính là tần vũ đại ca lập tức hầu phí mất hết vẻ lo lắng trên mặt kinh hỉ đi lại đại ca huynh vô sự chứ tần vũ cười hắc hắc một tiếng để xem ta giống như có vấn đề sao chỉ là lần này thần khí chiến y của ta đã bị hủy rồi trong lòng tần vũ có vài phần bất lực sau đó kể tiếp không sao đã bảo là cũng không đi thì mới sao mà đến được một kiện thần khí chiến ia yeah, đại ca hai người đó rút cục là người gì vậy hầu phí mới giao thủ với bọn vũ hoàng một lát thì đã bị tần vũ thu vào bên trong khương lan giới rồi hắn tịnh không biết hai người kia chính là vũ hoàng và huyền đế trên mặt tần vũ tự nhiên xuất hiện một tia lạnh lẽo là vũ hoàng và thê tử của hắn huyền đế đối với vũ hoàng Tần Vũ đã không thể nhẫn nhịn hơn được nữa rồi. Kẻ mà một lòng muốn truy sát mình thì thuộc loại cần phải giết. Chính là Vũ HSO. Trong mắt hầu phí xuất hiện một tia ngoan độc, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện hóc bổng, uy mãnh múa một cái. Bọn chúng hiện giờ thực lực quá mạnh, hy vọng hắn đừng sớm độ thần kiếp, hãy gắng đợi thực lực của ta đuổi kịp hắn thì sẽ dùng hóc bổng chọc vài cái lỗ trên thân hắn. Tần Vũ thấy bộ dạng đó của hầu phí không khỏi bật cười, nhưng nhớ lại chuyện của Long Hoàng bọn họ, Tần Vũ liền nói phí phí ta còn có sự tình cấp bách đệ trước hết hãy ở đây nghỉ ngơi một lát chốc nữa ta sẽ quay lại hầu phí liền sảng khoái với tay đáp vâng đại ca huynh cứ đi đi tần vũ gật đầu thân hình liền một lần nữa tiêu thất bên trong khương lan giới người tịnh không nhiều chỉ là không gian của nó thì gần như vô biên vô tận ngao vô hư tự mình chọn chỗ ở mà không nhờ vào kẻ khác hắn không nguyện ý ở trong những cung điện do tần vũ kiến tạo nên mà là do bản thân hắn tự chặt cây xây lên một căn nhà gỗ một căn nhà gỗ phía trước có một cái hàn đàm cong cong lúc này ngao vô hư đang ngồi xếp bằng trước hàn đàm tần vũ bỗng xuất hiện bên cạnh hắn trong cảm giác của tần vũ trên người ngao vô hư hàn ý còn thịnh hơn cả hơi lạnh của hàn đàm ngao vô hư lãnh đạm hỏi ngươi đến làm gì có chuyện nói đi ngao vô hư đến cả mắt cũng vẫn không mở ra vô hư huynh đệ của ngươi vô danh đã đến tần vũ vừa nói xong ngao vô hư liền mở mắt ra quay đầu nhìn tần vũ tần vũ người nói đệ đệ ta vô danh đã đến là thật chứ trong đồng tử băng lãnh của ngao vô hư phảng phất như có một tia tinh quang lóe lên tần vũ gật đầu y đang ở bên ngoài người muốn gặp y chứ ngao vô hư đứng lên nhẹ hít lấy một hơi sau đó nhạt nhẽo nói để ta đi ra ta còn nghĩ là người vẫn giữ cái vẻ không quan tâm tới thứ gì chứ nguyên lai người cũng có người phải để tâm tần vũ đùa nói ngao vô hư chỉ khẽ giật mi mắt nhưng tịnh không nói nhiều sau đó tần vũ và ngao vô hư hai người trực tiếp biến mất trong khương lan giới trên đồng cỏ ở hoàng điều tinh ngao vô danh nắm hai tay sau lưng yên lặng đứng đó tần vũ và ngao vô hư vừa xuất hiện thì ngao vô danh đã phát giác ra chuyển mình đi tới khi nhìn thấy người kia dung mạo có bảy phần giống với đại ca ngao vô hư trên mặt hắn liền xuất hiện thần sắc kinh hỉ trong mắt ngao vô hư có một tia kích động khó mà che giấu nhị đệ đại ca ngao vô danh vội đi tới hai huynh đệ liền ôm chầm lấy nhau tần vũ tức thì rất tự giác đi ra phía xa của đồng cỏ sau đó ngồi xuống quay đầu nhìn về ngao vô hư và ngao vô danh phía xa xa hai huynh đệ đang nói chuyện rất sôi nổi lúc này ngao vô hư hoàn toàn không còn cái vẻ lãnh đạm trong quá khứ trên mặt đã có nét tươi cười xóa tan sự băng lãnh nét tiếu dung đó quả thực khiến người ta rất bất ngờ trên đồng cỏ còn có hơi ẩm hơi ẩm này mang theo một tia hàn lãnh tuy nhiên lại làm cho Tần Vũ thấy đầu óc sảng khoái hơn nhiều. A, à, Tần Vũ thở ra một hơi dài, trên mặt lộ ra một tia tiếu dung điềm tĩnh. Không biết vì sao, lúc này Tần Vũ lại đang hồi ức về từ huyền tinh quê hương phàm nhân giới của mình, về ngọn Đông Lam Sơn trên tiềm long đại lục. Tần Vũ đê á từng nhiều lần ôm tiểu hắc ở trên đỉnh Đông Lam Sơn nhìn lên sao sáng đầy trời. Cũng đã từng ở trên trần nhà tại Vân Vụ Sơn Trang, ngừng nhìn trời sao, khoảnh khắc thì đã vật đổi sao rời, năm đó còn ở trên đỉnh một ngọn núi tại phàm nhân giới hiện giờ đã đến trên hoàng điều tinh thuộc khu vực của phi cầm nhất tộc tại tiên mai yêu giới thậm chí trước đó trên vùng đất này hắn còn đã giao thủ với vũ hoàng phụ vương đại ca nhị ca bọn họ vẫn khỏe chứ tần vũ ngẩng nhìn trời sao tựa như muốn xuyên việt không gian về đến phàm nhân giới vậy ở một không gian khác có lẽ phụ vương và đại ca nhị ca cũng đang hồi tưởng về hắn với tốc độ tu luyện của phụ vương bọn họ thiết tưởng còn phải hơn vài trăm năm thậm chí cả ngàn năm mới có thể phi thăng lên đây được. Trong lòng Tần Vũ hiểu rất rõ, trong phàm nhân giới tu luyện giả tốc độ bản thân so với tu luyện giả của tiên ma yêu giới chậm hơn không chỉ 10 lần. Hắn đạm nhiên cười một tiếng. Tần Vũ nằm ra, dưới lưng là cỏ mềm. So với tử huyền tinh của phàm nhân giới, trong tiên ma yêu giới tinh cầu có người ở số lượng quá nhiều, còn trên mỗi một tinh cầu tuy là người không ít, nhưng đất đai lại rất lớn, cho nên mới có nhiều địa phương cực kỳ hoang vu. Tần Vũ nằm trên đất hắn có thể cảm nhận được một sự tĩnh mịch. Bạn đang xem tinh thần biến được thuyết minh tại kênh youtube Di các Phim. Truy cập kênh youtube Di các Phim để cập nhật những video mới nhất youtube.com sẹt phim viết liền không giấu nhé. Ngoại trừ những lời đàm thoại của Ngao Phu Hư và Ngao Vô Danh huynh đệ ở xa xa ra, trong vài nghìn dặm thậm chí không còn một người nào khác. Không biết lập nhi muội ấy hiện giờ đang ở đâu. Tần Vũ nằm, ánh mắt bắn tới không gian vũ trụ, nhìn về những ngôi sao sáng đầy trời. Lan Thúc đã từng nói khi ta hoàn toàn mở được ba tầng của khương lan giới ta mới có tư cách gặp lại lập nhi nhưng hiện giờ đến cả đệ nhị tầng ta cũng chưa mở được trong đầu tần vũ không ngừng hồi tưởng có phụ thân huynh đệ có người yêu cả lan thúc luôn tốt với mình nữa từng nhân ảnh lần lượt hiện ra tần vũ nhẹ nhàng khép mắt lại không được nghĩ nữa không được nghĩ nữa xe đến trước núi thì tất sẽ có đường trong đầu tần vũ là một sự thanh bình tĩnh lặng sự thanh bình đến cực trí lúc này trạng thái của tần vũ rất kỳ quái trong đầu hắn thì hiện lên những hình ảnh của từng người thân huynh đệ, nhưng tâm hắn lại là một sự tĩnh lặng thanh bình, tựa hồ như đang không tưởng nghĩ đến cái gì cả, loại trạng thái đạm nhiên yên tĩnh này khiến Tần Vũ rất là dễ chịu. Và lúc đó bỗng nhiên Tần Vũ cảm ứng thấy hư không vô tận, không gian vũ trụ thanh bình cũng giống như một màng tĩnh mịch vậy, Tần Vũ căn bản không có thấy được rằng, lưu tinh lệ trong linh hồn hắn chính đang lóe lên đạo đạo quang mang lục sắc, tràn tới khắp vũ trụ. Trong sự vô ý thức, linh hồn của Tần Vũ đang phát sinh một vài biến hóa. Nhưng trong đầu Tần Vũ lúc này vẫn là một sự ấm áp, hắn không nghĩ đến cái gì mà tựa như đang ngủ. Hốt nhiên, Tần Vũ nghe thấy một trận tiếng cãi nhau vang lên, Tần Vũ liền bị kích động tới linh hồn chuyện gì thế? Vừa khi tỉnh lại, lưu tinh lệ trong linh hồn Tần Vũ lại quy hồi về trạng thái thông thường, bản thân Tần Vũ cũng đã biến mất từ bên trong loại trạng thái huyền diệu kia. Ta sao vậy? Tần Vũ khép khóe mắt lại, trên khóe mắt bản thân không ngờ có một dòng nước mắt. Linh hồn cảnh giới của ta trên mặt tần vũ đầy vẻ kinh ngạc vốn là lúc trước linh hồn của tần vũ đã đạt đến đệ nhất tầng thiên hồn tuy nhiên trải qua một lần thụy miên ngắn lúc này không ngờ đã tiến nhập đệ nhị tầng thiên hồn tần vũ thập phần minh bạch nếu án chiếu theo tu luyện bản thân ít nhất phải vài trăm năm mới có thể đạt đến đệ nhị tầng thiên hồn trong lòng tần vũ thoáng tính toán mới qua có một lát còn chưa đến được nửa canh giờ ta làm sao bỗng nhiên đã đạt được mức này vậy tần vũ bất ngờ không lẽ đó chính là đốn ngộ tần vũ tỉnh ngộ ra đốn ngộ cái cách nói đó tần vũ đã nghe qua có vài người tu luyện không ra gì nhưng có thể ở một lúc nào đó bỗng tiến nhập vào một loại trạng thái đặc biệt linh hồn cảnh giới sẽ một mạch tăng lên với tốc độ khủng khiếp thậm chí còn có người đốn ngộ một lần đột ngột đã thăng tới đỉnh phong nhưng khi đốn ngộ được một lúc mà bị phá muốn lại một lần nữa tiến nhập được vào trạng thái đó sẽ vô cùng khó khăn vừa rồi ta đã ở trong trạng thái gì tần vũ cố gắng suy nghĩ nhưng bất kể hắn suy nghĩ thế nào cũng khó mà nhớ ra được tình huống ban nãy hắn chỉ biết lúc đó hắn căn bản không có nghĩ gì cả thoải mái vô cùng thậm chí còn tự nhiên rơi cả nước mắt nữa nhị đệ người không cần phải nói thêm nữa một thanh âm từ phía xa vọng lại tần vũ quay đầu nhìn tới lúc này ngao vô hư đang tranh chấp với ngao vô danh tần vũ bất lực nhìn hai người họ nếu không phải là thanh âm tranh cãi của hai người đã khiến bản thân từ trong cảnh giới kia thoát ra nói không chừng mình sẽ chỉ cần một lần đã nâng linh hồn cảnh giới lên đến đệ tam tầng thiên hồn thậm chí có khi còn đột phá thiên hồn đạt được cảnh giới viên mãn cũng không phải là không thể lắc đầu cười tần vũ đi về phía hai người ngao vũ hư đốn ngộ loại sự tình này chỉ có thể gặp chứ không thể cầu có thể đốn ngộ được một lần đã xứng đáng để ăn mừng rồi nhưng đã bị cắt đứt có thể đó là do trời cao đã chú định mình chỉ có thể nhờ vào đốn ngộ mà đạt đến được đệ nhị tầng thiên hồn thôi về sau này còn phải trông vào bản thân từ từ tu luyện nữa. Đại ca, phụ hoàng người đã nhiều năm như vậy, vẫn luôn vì những hành động năm xưa mà hối hận, người luôn mong huynh tha thứ cho người, hiện giờ không phải là cầu huynh tha thứ, không lẽ đến cả một lần gặp mặt huynh cũng không đồng ý sao. Ngao vô danh tiếp tục thuyết phục. Ngao vô hư có một tiên nộ khí. Đừng nói nữa. Lúc đó, Tần Vũ đã đi tới nơi. Ngao vô hư, bá phụ người vô luận thế nào thì cũng là phụ thân ngươi đến cả một lần gặp mặt cũng không thể sao ngươi không nguyện ý gặp phụ thân thân sinh của ngươi ư tần vũ nhìn ngao vô hư trên mặt đầy vẻ mong đợi ngao vô hư nhìn đệ đệ ngao vô danh rồi lại nhìn tần vũ tần vũ ngươi không hiểu đâu ngao vô hư quay sang phía đệ đệ mình nhị đệ không lại đến cả đệ cũng không hiểu sao khi xưa ta ngu ngốc mới ở lại trong long tộc nhiều năm như vậy biết bao năm đã qua ta luôn luôn mong làm mọi thứ có thể nỗ lực tu luyện tuy vậy dù tốc độ tu luyện của ta có thể hơn đệ nhưng phụ hoàng cùng với những tộc nhân khác vẫn luôn nghĩ ta tên hồng long này tiềm lực quá thấp dù cho tu luyện đến được cửu cấp yêu đế cũng không thể hơn đệ tu luyện tới bắt cấp yêu đế khinh rẻ coi thường ngao vô hư nhìn chằm chằm ngao vô danh nhị đệ phải chăng đệ đã quên năm đó trên tuyết sơn ta đã quỳ bao lâu rồi trọn vẹn ba năm ta đã quỳ ở đó năn nỉ bọn họ có thể cho ta sống ở lục tinh tinh gia đình duy nhất của ta nhưng bọn họ thì sao vì ta là một hồng long nên không có tư cách ở tại đó dù cho ta có là nhi tử của long hoàng thì vẫn bị đuổi đi lúc đó long hoàng người đã làm gì người căn bản không có đến một lời đỡ cho ta thậm chí còn đồng dạng bắt ta phải ly khai khỏi lục tinh tinh đến tinh cầu khác lục tinh tinh nói chung ở đó phải là thượng cấp thần thú siêu cấp thần thú hoặc những kẻ đã đạt tới đế cấp cao thủ cùng với gia đình của họ ở đây gia quyến là chỉ những hài đồng và phụ nữ còn sau khi hài đồng lớn lên thì cần phải đi trên con đường của chính mình năm đó ngao vô hư đạt tới nhất cấp thiên yêu cảnh giới không được phép tiếp tục sinh hoạt dưới sự che chở của long hoàng nữa bắt buộc phải ly khai khỏi lục tinh tinh ba năm a thân thể ngao vô hư run lên thời thơ ấu ta còn có một vài mong đợi đối với long hoàng mới đến tuyết sơn quỷ suốt ba năm trong ba năm đó ta vẫn còn có hy vọng với người nhưng đến lúc cuối cùng thì ta đã hoàn toàn tuyệt vọng từ khi ly khai khỏi tuyết sơn ta đã tự nói với bản thân mình ta ngao vô hư sẽ không còn là con cháu của long tộc nữa ngao phương người cũng đừng mong có thể khiến ta quay lại nhận người làm phụ thân trong mắt ngao vô hư lệ quang lấp lóe tự nói với mình tần vũ im lặng một hồi trong não y xuất hiện lại một cảnh tượng một thanh niên quỷ gối trên đỉnh núi tuyết van xin chờ đợi phụ hoàng cùng tộc nhân của y suốt ba năm thanh niên đó từ một chút hy vọng cuối cùng đã hóa thành tuyệt vọng thế rồi y quyết định ly khai long tộc cùng ngao phương có giúp gì được cho ta ngay cả đệ tử của long tộc cũng không để ý tới ta coi thường ta ngoại trừ nhị đệ còn nói chuyện với ta những người khác đều không nói với ta dù chỉ một lời ngao vô hư trong mắt có chút hận ý ngao vô danh cũng im lặng rất lâu rốt cuộc thở dài nói đại ca phụ hoàng là người ra sao huynh cũng biết theo như tính cách của người thân là long hoàng người tuyệt đối sẽ hành sự theo quy củ của tộc một điểm cũng không sai sót nên khi huynh đạt tới thiên yêu cảnh giới phụ hoàng nhất định phải để huynh rời khỏi lục tinh tinh Ngao vô hư chỉ cười. Trong nụ cười hàm chứa sự điên cuồng, sau đó nhìn sang Tần Vũ, Ngao vô hư nói. Khi ta còn nhỏ, Ngao Phương luôn luôn đối xử lãnh khốc với ta, trong tâm ta cũng chất chứa oán hận, nhị đệ, người có biết hay không? Khi ta vượt qua tứ cửu thiên kiếp, lúc đó ta đã biết bản thân sở hữu truyền thừa ký ức rồi. Ngao vô hư nói tới đây, Ngao vô danh toàn thân run lên. Tần Vũ cũng cảm thấy ngạc nhiên. Đúng, sau khi ngao vô hư vượt qua được tứ cửu thiên kiếp hẳn đã có nhận biết truyền thừa ký ức chỉ có thượng cấp thần thú cùng siêu cấp thần thú mới được sở hữu truyền thừa ký ức chỉ dựa vào điều này cũng đã có thể chứng minh ngao vô hư tịnh không phải hạ cấp thần thú hồng long nhị đệ ngươi còn nhớ khi ta nói với phụ hoàng mình có truyền thừa ký ức y đã phản ứng ra sao không ngao vô hư nhìn về phía ngao vô danh ngao vô danh nhất thời không nói được gì tần vũ bắt đầu cảm thấy nghi hoặc long hoàng giã phản ứng ra sao liên tục tát ta ba cái ngao vô hư sắc mặt đã trở nên dữ tợn khi ta đang hưng phấn chạy đến trước mặt của ngao phương nói mình có chuyển thừa ký ức ta không phải là hồng long ngao phương đã tàn nhẫn tát ta ba cái đánh cho ta phải thổ huyết ta vĩnh viễn vẫn nhớ thần tình lời nói của ngao phương khi đó ngao vô hư toàn thân khẽ run lên ngao phương đã tức giận chỉ vào mặt ta quát lên người thân là con của long hoàng ta cho dù có rơi vào bất kỳ tình huống nào cũng không thể quên hết liêm sỉ như vậy được truyền thừa ký ức truyền thừa ký ức ẩn tàng sâu trong linh hồn ngươi nói ngươi có truyền thừa ký ức ai có thể kiểm tra để xác định đây ngươi nói ngươi có là có sao vô hư nếu như ngươi thật sự sở hữu truyền thừa ký ức thì ngươi phải là biến dị thần thú ngươi nghĩ một biến dị thần thú có thể dễ dàng xuất hiện được sao vô hư nếu như muốn thoát khỏi địa vị hiện tại trừ phi ngươi có thể tu luyện đạt tới đế cấp còn không chỉ dựa vào những trò vặt vãnh thế này không một ai tin ngươi đâu vẻ mặt ngao vô hư tràn đầy cay đắng nhị đệ, người lúc đó đứng ở bên cạnh, người có lẽ cũng nghe thấy rất rõ. Ngao vô danh không mở miệng, bởi y không biết nói thế nào cho phải. Đúng, chỉ có bản thân ta mới có thể khẳng định mình sở hữu truyền thừa ký ức, người khác làm sao mà biết được, ta có sử dụng một số loại công kích dựa trên truyền thừa ký ức, thì người trong long tộc cũng sẽ nói là do người truyền thụ cho ta. Ha ha! Ngao vô hư cười lớn, tiếng cười thê lương. Sau khi bị ăn ba cái tát đó, ta tuyệt không còn nói mình là biến dị thần thú trước mặt ngao phương nữa ta chỉ cố gắng nỗ lực tu luyện muốn dùng biểu hiện thực tế để chứng minh bản thân nhưng khi ta đạt đến thiên yêu cảnh giới ngao phương vẫn đối xử với ta như trước dù ta quỳ trên đỉnh núi tuyết suốt ba năm y cũng không thèm nhìn đến ta ngao vô hư cười lạnh y hiện tại muốn gặp ta hừm nếu không phải phát hiện ra ta là huyết long không phải hồng long nếu như ta thật sự là hồng long y có thể muốn gặp ta như thế này hay không yên tĩnh ngao vô danh im lặng tần vũ cũng im lặng ngao vô hư rất lâu sau tần vũ mới lên tiếng nghe được những lời ngươi vừa nói ta lại nghĩ về bản thân mình so với ngươi ta quả thật may mắn hơn một chút tuy vậy từ năm sáu tuổi phụ hoàng của ta thường thường một hai năm cũng không gặp ta một lần ngay cả cơ hội được phụ hoàng giáo huấn ta cũng không có bởi vì khi đó ta không thích hợp với việc tu luyện cũng không thích hợp để quản lý thiên hạ ngao vô hư nhìn tần vũ ta luôn luôn phải cô độc một mình, giống như ngươi, cũng nỗ lực hòng dùng biểu hiện của bản thân thuyết phục phụ hoàng. Do ta không thể tu luyện nội công, nên lúc đó ta ngày ngày điên cuồng tu luyện thân thể. Tại phàm nhân giới bọn ta chưa hề có một ai thành công đạt tới ngoại công tiên thiên cảnh giới, nhưng ta lại đã thành công, trở thành người duy nhất từ trước đến nay. Tần Vũ nhìn sang Ngao Vô Hư. Ngao Vô Hư, ngươi có biết không, ta có lần còn nghĩ phụ hoàng không yêu quý ta, nếu không làm sao có thể suốt 12 năm không thèm gặp ta một lần, chỉ tới sau này ta mới minh bạch mọi chuyện. Ngao vô hư, người không thể vì việc năm xưa mà hoàn toàn phủ nhận phụ hoàng của mình, cho dù ra sao, y vẫn là phụ thân sinh thành của ngươi, trong cơ thể ngươi cũng lưu lại huyết mạch của y, không mong ngươi có thể hòa giải với y, nhưng ít nhất cũng nên cho y một cơ hội giải thích, để y giải thích về việc năm đó. Ngao vô hư, không cần phải từ chối, tâm tình của ngươi ta hiểu rõ. Bởi vì ta từng trải qua cảm giác giống ngươi, ta biết sâu thẳm trong lòng ngươi cũng có một tia khát vọng, không cần phải phủ nhận hoàn toàn, cho phụ hoàng của ngươi một cơ hội, tương tự cũng là cho bản thân ngươi một cơ hội." Tần Vũ nhìn về phía Ngao Vô Hư, trong mắt có chút khích lệ, mong chờ. Ngao Vô Hư trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng từ từ gật đầu. "Tần Vũ, có lẽ ngươi nói đúng, nhưng Ngao Phương, người này có thể sẽ chỉ khiến ngươi thất vọng thôi." "Không, ta không nghĩ như vậy." tần vũ lắc đầu ngao vô hư không hề phản bác nhìn sang ngao vô danh nhị đệ bảo ngao phương đến đi ta xem y giải thích ra sao vâng đại ca ngao vô danh gật đầu lúc này ngao vô danh đưa mắt nhìn tần vũ cảm kích rồi yêu thức bắt đầu phát ra chỉ một lúc sau trên mặt cỏ đã xuất hiện thêm một người một lão nhân tóc bạc long hoàng long hoàng ngao phương nhìn tần vũ cảm kích sau đó đi về phía ngao vô hư không được tiến thêm nữa ở đó nói chuyện là được rồi." Ngao Vô Hư bỗng nhiên nói, lúc này khoảng cách giữa Ngao Vô Hư và Ngao Phương khoảng vài chục mét. Ngao Phương cũng đã dừng lại. "Vô Hư." Ngao Phương nhìn Ngao Vô Hư. Sau khi con Ly Khai Long tộc, đây là lần thứ hai chúng ta gặp mặt. Ngao Vô Hư chỉ khẽ gật đầu, tịnh không đáp lại. Ngao Phương gật đầu nói, "Vô Hư, lòng oán hận của con ta cũng biết rõ, đối với những gì năm xưa con đã phải trải qua tại Long tộc, ta không có gì để nói." khi đó ta đối với con quả thực đã có phần quá hà khắc chỉ là hà khắc thôi sao ngao vô hư cười lạnh ngao phương thở dài một hơi có lẽ con nghĩ là ta vô tình nhưng ta dạy dỗ các con cũng chỉ có mấy phương thức đó thôi ngay cả đệ đệ vô danh của con cuối cùng cũng chống lại ta đi lấy một người con gái ngoại tộc ta với tư cách làm cha thật sự là đã thất bại ông đã hoàn toàn thất bại ngao vô hư lạnh giọng nói vô hư con có biết không khi ta biết con bị nghịch ương tiên đế thu nhập vào vạn thú phổ, lúc đó ta đã cảm thấy phẫn nộ và hối hận. Trong mắt Ngao Phương xuất hiện một tia đỏ và tức giận. Ta thậm chí còn muốn trực tiếp giết chết nghịch ương bởi y đã dám giam cầm con trai của ta. Tần Vũ đứng bên cạnh thấy Ngao vô hư khi nghe được từ con trai của ta, cơ nhục trên mặt y liền khẽ co giật. Từ lần đầu tiên ta cùng con nói chuyện, con thậm chí căn bản không hề để ý tới sự quan tâm của ta, ta đã bắt đầu tỉnh ngộ, từ đó trở đi Thái độ của ta đối với việc đệ đệ vô danh của con kết hôn với nữ tử ngoại tộc cũng dần dần thay đổi. Ngao Phương thở dài nói. Ngao vô danh giật mình. Y can bản, không biết phụ hoàng vì sao đối với việc đó lại thay đổi thái độ. Giờ cẩn thận nghĩ lại quả đúng là như vậy. Lúc đầu khi Y cùng nữ tử ngoại tộc ở với nhau, Ngao Phương đã tức giận tới mức gần như phát điên, thậm chí không cho Ngao vô danh trở về nhà. Sau đó, Ngao Phương tuy vẫn không tán đồng việc này, nhưng cũng không còn phản đối mãnh liệt như trước thậm chí còn để cho ngao vô danh trở về lục tinh tinh vô hư ta đã đạt tới cảnh giới cửu cấp yêu đế khi nào phải tiếp nhận thần kiếp cũng không nói chắc được ta không mong con có thể tha thứ cho ta lần này con đồng y gặp ta ta cũng đã thỏa mãn rồi ngao phương cười nhẹ nói trong khi đó ngao vô hư vẫn không nói gì một lát sau ngao phương ta hỏi ông ngao vô hư nhìn ngao phương chằm chằm nếu như ta chỉ là một hồng long bình thường liệu ông còn muốn gặp ta như thế này không có nhận ta làm con nữa hay không tần vũ cùng ngao vô danh cũng bắt đầu khẩn trương giờ tần vũ thấy được long hoàng tại nguyệt nha loan đối với y rất tốt thực tế là vì ngao vô hư sau đó đánh lui bọn vũ hoàng cũng là lý do này đối với long hoàng đã sắp phi thăng mà nói thì thực lực của nhi tử mạnh tới đâu thực tế không còn quan trọng mặc dù vậy y vẫn giúp đỡ tần vũ mấy lần từ đó có thể thấy y thực sự quan tâm ngao vô hư nếu như là trước khi con bị thu nhập vào vạn thú phổ lúc đó ta có lẽ sẽ không nhận con nhưng việc đó đã giúp ta tỉnh ngộ tuyệt đối là nhận vô hư con có thể cho phụ thân một cơ hội hay không ngao phương nhìn ngao vô hư chăm chú ngao vô hư tương tự cũng nhìn ngao phương rất lâu tần vũ để ta trở vào thôi ngao vô hư bỗng nhiên nói với tần vũ tần vũ không khỏi có chút ngạc nhiên gương mặt ngao phương khẽ lộ vẻ thất vọng đại ca ngao vô danh cũng lên tiếng ngao vô hư tịnh không có phản ứng chỉ nhìn tần vũ cuối cùng tần vũ đành gật đầu trực tiếp chuyển nhập ngao vô hư vào trong khương lan giới khi ngao vô hư vừa mới đặt chân vào trong khương lan giới tần vũ cũng nhận được một đạo truyền âm long hoàng nhìn về phía tần vũ tần vũ lần này phải cảm tạ ngươi vô danh chúng ta về thôi từ lục tinh tinh một mạch cực tốc tới đây kết quả cuối cùng lại như vậy ngao vô danh gật đầu đồng ý sau đó quay sang gật đầu từ biệt tần vũ nhưng đúng lúc hai người muốn ly khai tần vũ lại lên tiếng bá phụ Vừa nãy Vô Hư đã truyền âm cho cháu, bảo cháu truyền cho người một câu. Long Hoàng và Ngao Vô Danh đồng thời nhìn Tần Vũ, ánh mắt sáng rỡ. Trên mặt Tần Vũ có nét cười. Vô Hư huynh nói, nếu như huynh cùng bá phụ về sau có cơ hội gặp nhau tại thần giới, xem như hai người vẫn còn duyên phận cha con. Sắc mặt Long Hoàng đã xuất hiện một tia cuồng hỉ. Đa tạ, đa tạ. Long Hoàng là người trầm ổn như thế, cũng không khỏi hai lần liên tiếp đa tạ Tần Vũ. Bạn đang xem tinh thần biến được thuyết minh tại kênh youtube Di các Phim. Truy cập kênh youtube Di các Phim để cập nhật những video mới nhất youtube com ecab phim viết liền không giấu nhé. Tần Vũ cũng mỉm cười. Tần Vũ minh bạch. Ngao vô hư có thể làm như vậy. Đối với tính cách của Ngao vô hư, quả thực là rất hiếm. Thế nhưng cha con bọn họ hai người có thể vượt qua thần kiếp, rồi có thể gặp nhau tại thần giới to lớn hay không, quả thật vẫn còn khó nói. Ánh mắt dõi theo bóng long hoàng cùng Ngao vô danh rời khỏi trong lòng tần vũ cũng cảm thấy thoải mái trong một tòa tử lâu trên hoàng điều tinh tòa tử lâu này tương tự cũng cho khách ở trọ lúc này tần vũ hầu phí đang nghỉ tại đây nghỉ ngơi trên hoàng điều tinh một ngày bọn tần vũ cũng bắt đầu tiếp tục xuất phát chỉ là trước khi xuất phát bọn họ cần xác định được vị trí hiện tại của hắc vũ lần trước do bị bọn vũ hoàng phá hoại gây náo loạn sử chiến vẫn chưa hoàn toàn xác định được vị trí của hắc vũ hiện tại sử chiến một lần nữa cẩn thận xác định sử chiến địa đồ ta đã sớm đưa cho ngươi ngươi nói xem chủ nhân của ngươi giờ đại khái ở khu vực nào hầu phí cùng tần vũ đều nhìn sử chiến sử chiến nhắm mắt cảm ứng đại khái vị trí hiện tại của hóc vũ rất lâu sau sử chiến từ từ mở mắt nhìn hai người bọn tần vũ nói tần vũ đại nhân hầu phí đại nhân căn cứ theo xác định vừa rồi của thuộc hạ vị trí hiện tại chủ nhân chính là ở trong một tinh hệ của tinh vực ở phía cực bắc nam sơn tinh vực nam sơn tinh vực trong não tần vũ lập tức hiện lên toàn bộ tấm tinh tế địa đồ quãng đường từ hoàng điều tinh đến nam sơn tinh vực thực sự chỉ là đi thẳng với hướng bắc đại nhân khi thuộc hạ tới được nam sơn tinh vực có lẽ sẽ xác định chính xác hơn vị trị của chủ nhân sử chiến cung kính nói cự ly càng xa xác định càng mơ hồ lúc đầu trong khu vực của tàu thú tộc sử chiến cũng chỉ xác định đại khái ở trong khu vực của phi cầm tộc mà thôi được tần vũ gật đầu tán đồng thẳng theo hướng bắc chúng ta xuất phát nào Tần Vũ trực tiếp đem sử chiến thu nhập vào Khương Lan giới. Xuất phát, không biết hiện tại Tạp Ma Điều ra sao rồi. Hầu phí cũng bắt đầu hưng phấn. Tần Vũ cùng hầu phí hai người trực tiếp từ Hoàng Điều Tinh, cực tốc đi thẳng theo hướng bắc hướng tới Nam Sơn Tinh Vực. Cả chuyến đi này Tần Vũ cùng hầu phí căn bản không hề dừng lại, đặc biệt nghĩ tới việc sắp gặp lại Tiểu Hắc, hai người, lại càng thêm hăng hái. Chỉ mới hai ngày sau, Tần Vũ cũng hầu phí vẫn chưa hề dừng lại, không ngừng di chuyển bằng tinh tế chuyển tống trận từ hoàng điểu tinh ở biên giới đã tới được tinh vực nằm tận cùng hướng tây bắc của phi cầm tộc nam sơn tinh vực nam sơn tinh vực là tinh vực nằm về phía cực bắc của toàn bộ tiên mai yêu giới nếu như tiếp tục từ nam sơn tinh vực đi theo hướng bắc một lượng lớn các dòng toái kim cùng các loại năng lượng khủng bố của vũ trụ đều tụ tập tại đây nếu như quả vượt qua được địa phương khủng bố đó cũng là tới được cực bắc của tiên mai yêu giới chỉ vừa tiến nhập nam sơn tinh vực tân vũ cùng hầu phí đã dừng chân trên một ngọn núi hoang vu đại ca mau để sử chiến ra đây đi hầu phí nôn nóng nói ta biết rồi ta cũng đang nóng lòng muốn gặp tiểu Hắc đây tần vũ cười nói sử chiến đồng thời đã xuất hiện trước mặt hai người tần vũ lập tức nói sử chiến chúng ta đã tới được nam sơn tinh vực người mau trà xét xem chủ nhân của người hiện tại đang ở tinh hệ nào cùng với khu vực đại khái của tinh hệ đó vâng hai vị đại nhân xin đợi một lát sử chiến lúc này hết sức tập trung trực tiếp nhắm mắt lại cẩn thận cảm ứng vị trí hiện tại của hóc vũ còn tần vũ cùng hầu phí đều nhìn chằm chằm vào sử chiến chờ đợi đáp án từ từ mở mắt sử chiến nhìn về phía bọn tần vũ hai người cung kính nói hai vị đại nhân căn cứ theo cảm ứng của tiểu nhân hiện giờ chủ nhân đang ở tại khu vực phía bắc của băng tuyến tinh hệ thuộc nam sơn tinh vực còn như đang ở trên hành tinh nào hai vị chủ nhân chỉ cần đến được một tinh cầu nằm ở phía bắc của băng tuyến tinh hệ rồi để tiểu nhân tìm kiếm một lần nữa có lẽ sẽ xác định được. Gương mặt của Tần Vũ cùng hầu phí hiện rõ nét cười. Được, việc này không chỉ hoàn thêm nữa, lập tức xuất phát. Tần Vũ ra lệnh, sau đó liền đem sự chiến tiến nhập Khương Lan giới, còn Tần Vũ cùng hầu phí cực tốc tiến về phía bắc băng tuyến tinh hệ của Nam Sơn tinh vực, bằng vào tốc độ của bọn họ, sau khi liên tục chuyển tống hơn 10 lần, đã đến được một hành tinh nằm về phía bắc của băng tuyến tinh hệ. Khi đặt chân lên tinh cầu này, Tần Vũ lại để cho sử chiến ra ngoài dò tìm. Đại ca, hầu phí nhìn tần vũ nam sơn tinh vực này nguyên là tinh vực nằm ở phía cực bắc của tiên mai yêu giới băng tuyến tinh hệ hơn thế nữa lại là một tinh vực nằm về phía bắc của nam sơn tinh vực hiện tại tạp mao điều không ngờ lại còn ở trên một hành tinh thuộc khu bắc của băng tuyến tinh hệ tạp mao điều này sao lại phải chạy tới đây tần vũ cũng bật cười ai biết được tiểu hắc vì sao mà phải chạy tới đây cha ra rồi sử chiến từ từ mở mắt nhìn bọn tần vũ căn cứ theo cảm ứng của tiểu nhân Tiểu nhân dám khẳng định, chủ nhân hiện tại chắc chắn đang trú tại Bích Mục Tinh cách đây không xa. Tần Vũ cùng Hầu Phí đưa mắt nhìn nhau, mỉm cười. Xuất phát, Tần Vũ hưng phấn phát lệnh. Toàn bộ Tiên Ma yêu giới, nếu xét những hành tinh có người ở phía cực bắc của các giới thì Bích Mục Tinh cũng được tính vào một trong số đó, trong Nam Sơn tinh vực cũng chỉ có hai hành tinh nằm ở phía cực bắc, ở phía đông của Phi Cầm tộc là Ám Tinh giới, cũng còn một tinh vực nằm sâu ở phía bắc của Tiên Ma yêu giới hơn so với Nam Sơn tinh vực. Bích Mục chỉ là một hành tinh cực kỳ bình thường, bình thường tới cực điểm. Ở đây, có hai đại gia tộc khống chế toàn bộ hành tinh, hai đại gia tộc này có thủ mạnh nhất, cũng mới chỉ đạt đến ngũ cấp yêu vương mà thôi, ngũ cấp yêu vương chỉ có thể xưng hùng ở một hành tinh nhỏ như vậy, tương tự trên Bích Mục Tinh cũng có hai thành thị lớn. Một trong số đó là Mộc Nguyệt Thành, trong Mộc Nguyệt Thành có một tòa phụ đệ có tên Tinh Linh Phủ. Tinh Linh Phủ mặc dù bên ngoài chỉ là một phủ đệ rất bình thường, nhưng cả hai đại gia tộc tại bích mục tinh đều không dám mạo phạm tinh linh phủ bởi vì chủ nhân của tinh linh phủ là một đôi vợ chồng công lực quả thật rất mạnh nam chủ nhân là lưu tinh tiên sinh nữ chủ nhân là linh kiếm phu nhân trong phủ cũng không hề có thị nữ gì cả chỉ có duy nhất hai vợ chồng bọn họ trong hoa viên phía sau phủ lưu tinh tiên sinh cùng linh kiếm phu nhân đều đang ở đó cả hai người đều rất thích màu trắng toàn thân bọn họ được bao phủ bởi một màu trắng một cây hắc sắc trường thương hai tay lưu tinh tiên sinh đang nắm lấy cây hắc sắc trường thương đó mũi thương từ từ nhẹ nhàng di động vạch lên trên mặt cắt nằm trong góc của hoa viên mũi thương vẽ lên trên mặt cắt một bức tranh nhưng trong chốc lát đã bị thay thế bởi một bức tranh khác vị lưu tinh tiên sinh này ánh mắt giống như có thần sáng rỡ linh động nhưng đôi môi khẽ mím lại cũng khiến cho người ta cảm nhận được đây là một con người kiên định băng lãnh hơn nữa mặt bên trái của y còn lưu lại một vết sẹo với thực lực của lưu tinh tiên sinh đương nhiên có thể xóa được vết sẹo đó nhưng lưu tinh tiên sinh lại không làm như vậy y vẫn giữ nó lại lần lượt lưu tinh tiên sinh lúc đầu sử dụng trường thương rất chậm rãi nhưng hoa cỏ lá cây xung quanh lưu tinh tiên sinh lại không ngừng bị hất bay lên theo từng động tác của trường thương trong tay lưu tinh tiên sinh tung bay theo một tần suất đặc thù linh kiếm phu nhân tương tự vận đồ trắng đứng bên cạnh quan sát lưu tinh tiên sinh yên lặng quan sát nhìn vào nét mặt cùng thân hình của lưu tinh tiên sinh thì chỉ giống như một thiếu niên 16, 17 tuổi còn linh kiếm phu nhân tinh tế quan sát dáng điệu nàng, xem ra cũng là một thiếu nữ 16, 17 tuổi mà thôi. Chỉ là trên mình, ẩn hiện khí thế, chứng tỏ đây cũng là một cao thủ. Cỏ cây ngừng chuyển động, khôi phục trạng thái tĩnh lặng. Nguyên lai lúc đó Lưu Tinh Tiên Sinh đã thu lại cây hắc sắc trường thương, thân hình của Lưu Tinh Tiên Sinh thẳng đứng giống như một cây trường thương. Linh Nhi, chúng ta đã trú tại bích mục tinh này bao lâu rồi? Lưu Tinh Tiên Sinh quay đầu sang hỏi, mái tóc dài rẽ ra làm hai, che mất hai bên mặt của Lưu Tinh Tiên Sinh hai mắt của y chỉ lộ ra có một nữa linh kiếm phu nhân gật đầu nói gần ba năm rồi ba năm ba năm có lẽ từ khi chúng ta bị truy sát tới giờ đây là nơi chúng ta dừng chân lại lâu nhất lưu tinh tiên sinh cười nhẹ nói chỉ là mặc dù cười song y vẫn khiến cho người ta cảm thấy lạnh người linh kiếm phu nhân bước tới nắm lấy tay trái của lưu tinh tiên sinh đúng rồi vũ ca ca bọn ta có phải thay đổi chỗ ở nữa hay không có vẫn phải di chuyển lưu tinh tiên sinh gật đầu linh kiếm phu nhân nhìn lưu tinh tiên sinh ánh mắt tràn đầy hy vọng nói vũ ca ca chúng ta không thể ở lại đây thêm một thời gian nữa hay sao bọn chúng vẫn chưa phát hiện ra chúng ta chứng tỏ lần này chúng ta đã ẩn nấp rất tốt chạy trốn những ngày đó đã quá mệt mỏi rồi lưu tinh tiên sinh khẽ đưa tay kéo linh kiếm phu nhân sát vào trong lòng mình linh nhi đều do ta không phải với muội chính bởi ta có quan hệ với gia đình của muội khiến cho cả tộc đều vì ta mà chết đến cả tỷ tỷ của muội cũng bị bắt vũ ca ca không thể trách huynh đám người đó thật là quá đáng huynh từ khi phi thăng tới giờ chưa từng rời khỏi quê hương của muội làm sao có thể mạo phạm đến bọn chúng đám người đó căn bản không hiểu tại sao một lòng muốn giết huynh linh kiếm phu nhân vòng hai tay ra ôm chặt lấy lưu tinh tiên sinh lưu tinh tiên sinh khẽ ngẩng đầu một giọt lệ từ bên khóe mắt rơi xuống lưu tinh tiên sinh đang cùng linh kiếm phu nhân âu yếm tình cảm bỗng nhiên sắc mắt của lưu tinh tiên sinh đại biến trong lòng bàn tay cũng xuất hiện một cây trường thương linh nhi có cao thủ tới linh kiếm phu nhân trên tay cũng đã xuất hiện một thanh trường kiếm ha ha tiểu hắc người quả là có bản lĩnh chạy trốn không ngờ lại chạy đến tận đây nhưng như thế cũng tốt lần này ta có thể lập được đại công trước mặt bệ hạ rồi cùng với một tiếng cười lớn vang vọng hơn vài chục bóng người từ phía chân trời cực tốc lao tới đồng thời nhanh chóng đến bên trên của tinh linh phủ Lưu tinh tiên sinh này, linh kiếm phu nhân gọi là Vũ Ca Ca nhưng còn những kẻ truy sát lại gọi là Tiểu Hắc, tựa hồ có chút mâu thuẫn. Ba cao thủ đế cấp. Ánh mắt của Lưu tinh tiên sinh lộ chút sợ hãi. Trong số vài chục người đó, đứng đầu là ba người mặc chiến bào màu vàng, phía sau đều là những người mặc trường bào màu đen. Tiểu Hắc, quả không tồi, chỉ mới có ba năm ngắn ngủi, không ngờ đã từ cửu cấp yêu vương cảnh giới đạt tới nhất cấp yêu đế, nếu như tính toán theo thực tế, ngươi xem ra cũng chỉ phi thăng đến tiên ma yêu giới khoảng 300 năm. Quả thật ngươi đúng là thiên tài yêu đế của yêu giới a à. Kim y thanh niên đứng đầu cười nói. Đáng tiếc, lần này do một tứ cấp yêu đế như ta chủ trì, theo ta còn có hai vị huynh đệ cũng đều là nhị cấp yêu đế, người chỉ có đường chết mà thôi. Lưu tinh tiên sinh che cho thê tử đứng phía sau, truyền âm nói. Linh nhi, lát nữa nàng hãy chạy trước đi, ta sẽ đuổi theo nàng sau. Vũ ca ca, lần này còn có thể chạy được nữa sao? linh kiếm phu nhân có chút tuyệt vọng vũ ca ca muội không chạy có chết chúng ta cũng phải chết cùng một nơi lưu tinh tiên sinh cắn chặt lấy môi trên khóe miệng lưu lại một vệt máu các ngươi vì sao lại muốn truy sát ta lưu tinh tiên sinh cố gàn nộ khí nói kim y thanh niên đứng đầu cười nhạt nói vì sao lại muốn truy sát ngươi ai biết được nguyên nhân đây là do bệ hạ đích thân hạ lệnh không cần biết ra sao cũng nhất định phải giết được ngươi bệnh lệnh của bệ hạ phóng mắt khắp tiên ma yêu giới cũng không có một người nào dám phản kháng. Lưu Tinh Tiên sinh hai mắt đỏ vằn lên những tia máu ánh lên quang mang phẫn nộ. Bằng ma hoàng có phải không? Ta từ sau khi phi thăng căn bản chưa từng giết bất cứ ai chỉ ở trong khu vực của mình nhưng các người lại tới giết hết tất cả còn muốn truy sát ta. Ta đã làm gì đắc tội với các người? Cho dù có chết các người cũng cần phải cho ta biết nguyên nhân chứ. Kim Y thanh niên cười nói. Ta cũng muốn cho ngươi biết đáng tiếc. Ngay cả ta cũng không biết làm sao có thể nói cho ngươi được kẻ nào biết lưu tinh tiên sinh hỏi bệ hạ biết có thể những vị đại nhân bên cạnh bệ hạ cũng biết đáng tiếc ngươi không có cơ hội để hỏi kim y thanh niên vẫy tay nói được rồi không lãng phí thời gian với ngươi nữa hừm các huynh đệ ra tay đi khoan đã linh kiếm phu nhân bỗng nhiên lên tiếng ngăn cản ồ kim y thanh niên giơ tay ngăn thủ hạ lại sau đó đem ánh mắt tràn đầy vẻ mỉa mai nhìn linh kiếm phu nhân Tiểu Linh Nhi, ngươi có gì muốn nói? Tỷ tỷ của ta hiện tại có tốt không? Các ngươi có hại làm gì tỷ không?" Bạch Linh hỏi, Linh Kiếm phu nhân tên thật là Bạch Linh, còn tên gọi Linh Kiếm phu nhân chỉ là tên giả dùng trên bích mục tinh mà thôi. Kim Y thanh niên cười nói, "Ngươi nói tỷ tỷ của ngươi, nói thật, lúc đầu tỷ tỷ của ngươi quả khó, mà thoát khỏi cái chết, nhưng ai biết được tỷ tỷ của ngươi lại may mắn như thế, tông quật thiếu gia của bọn ta không ngờ lại nhìn chúng tỷ tỷ của ngươi." tiểu mệnh của y xem ra cũng đã được bảo đảm tông quật hai mắt lưu tinh tiên sinh khép hở phát ra hàn quang tên hỗn đản nếu không phải là do tông quật tố cáo với bằng ma hoàng hiện giờ ta vẫn còn đang vui vẻ ở nhà của mình câm mồm tông quật thiếu ra mà ngươi cũng có thể chửi mắng hay sao sắc mặt kim y thanh niên bỗng trở nên lạnh lùng bổn yêu đế không có thời gian lãng phí với ngươi nữa các huynh đệ động thủ cánh tay vung lên ba người khoác áo vàng tựa như đồng thời tung sát chiêu về phía lưu tinh tiên sinh u một tiếng kêu vang cao vút lên từ trong họng của lưu tinh tiên sinh phía trước người của lưu tinh tiên sinh đã lộ ra một lớp lông vũ màu đen sắc bén hàng hàng lông vũ giống như những tấm sắt thép phát ra ánh kim độ kiên ngạnh không thử cũng có thể biết được huynh đệ cẩn thận tiểu hắc đã tiến nhập trạng thái chiến đấu rồi kim y thanh niên truyền âm nói lưu tinh tiên sinh tay nắm lấy hắc sắc trường thương giữa hai hàng lông mày cũng đã có một mảng vũ lân màu đen Mái tóc dài che mất đôi mắt của y, nhưng thực sự vẫn không che đi được huyết sắc quang mang cùng chiến ý điên cuồng trong mắt, thân hình bay tới như thiểm điện. Trường thương như một con rồng, uốn lượn thành vô số thương ảnh, thình lình chặn đứng cả ba đại yêu đế. Sát. Ba vị yêu đế cũng không nương tay bắt đầu điên cuồng tiến hành công kích lưu tinh tiên sinh, vài chục người mặc áo đen còn lại thì tấn công Bạch Linh. Một tứ cấp yêu đế, hai nhị cấp yêu đế, chỉ để giết một nhất cấp yêu đế. Keng, keng một thanh trường kiếm đâm vào lớp hắc sắc lân giáp không ngờ lại phát ra tiếng kim loại va vào nhau xuất ra một kiếm này là nhị cấp yêu đế kim y thanh niên lập tức truyền âm nói người đúng là ngu ngốc không nghe nói hộ thể chiến giáp trên mình của tiểu hắc cực kỳ kiên ngạnh sao tiếp cận rất gần với cực phẩm tiên khí hai người các ngươi phải dùng hết sức nếu không dùng hết sức muốn giết y chỉ là nằm mộng thôi vâng hai vị yêu đế lập tức đáp lại kiếm khí tung hoành thương ảnh lấp loáng mái tóc lưu tinh tiên sinh dựng lên vết sẹo trên mặt bên trái càng thêm đáng sợ hai mắt đỏ rực xuất ra những tia phong cuồng vũ ca ca một tiếng kêu thảm thê lương lúc này bạch linh bị một hắc bảo nhân ác hiểm đánh một quyền vào lưng toàn bộ thân hình bị đánh bay tiên huyết trào ra bạch linh kỳ thật cũng đã đạt đến cửu cấp yêu vương chỉ là trong số vài chục hắc bảo nhân có năm kẻ là cửu cấp yêu vương còn lại đều là bát cấp yêu vương tránh ra lưu tinh tiên sinh trở nên điên cường trường thương lắc mạnh hung mãnh đẩy lui hai nhị cấp yêu đế không để ý tới công kích của kim y thanh niên tức tốc lao về phía bạch linh chết đi bạn đang xem tinh thần biến được thuyết minh tại kênh youtube di các phim truy cập kênh youtube di các phim để cập nhật những video mới nhất youtube com set giờ phim viết liền không giấu nhé kim y thanh niên đồng thời xuất ra một thương nhưng chỉ thấy khi trường thương đâm tới lưu tinh tiên sinh thân hình của lưu tinh tiên sinh không ngờ quỷ dị giống như thuấn Di thình lình hạ xuống phía dưới 20 phân, lúc đầu một thương này nhắm tới định đâm xuyên qua đan điền, nhưng cuối cùng lại chỉ đâm được vào ngực. Thuấn Di thân pháp. Kim Y thanh niên sắc mặt đại biến. Đây không phải là thân pháp đặc biệt chỉ có bằng tộc siêu cấp thần thú sở hữu sao? Kiên ngạnh nhận một thương này, trường thương của Lưu Tinh tiên sinh càng thêm hung hãn, thương ảnh bỗng hóa thành hơn chục đạo liên tiếp đâm xuyên qua mấy người, trong một lúc sáu đại yêu vương bị giết ngay tại trận. Linh Nhi Lưu Tinh Tiên Sinh ôm lấy Bạch Linh. Không sao, không phải chỗ yếu hại. Bạch Linh cố gắng nở một nụ cười. Lúc này bọn ba người kim y thanh niên cũng đã bảo vệ Lưu Tinh Tiên Sinh. Tiểu Hắc, nhìn vào thực lực của ngươi, sợ rằng phải là ưng tộc biến dị thần thú, biến dị thần thú. Quả là rất hiếm, vừa này không ngờ cả thuấn di thần Pháp cũng biết, đáng tiếc, ngươi vẫn phải chết. Lưu Tinh Tiên Sinh nhìn xung quanh, khi nãy y đã dùng hết mọi thủ đoạn thế nhưng kim y thanh niên thực tế là thượng cấp thần thú hơn nữa còn là tứ cấp yêu đế khoảng cách quả là quá lớn đại ca hầu tử xem ra chúng ta không còn cơ hội gặp lại nhau rồi hai mắt lưu tinh tiên sinh dưng dưng lệ linh nhi muội nói đúng có chết chúng ta cũng phải chết cùng một chỗ lưu tinh tiên sinh ôm chặt bạch linh vào lòng sau đó thủ hận nhìn về phía ba đại yêu đế xung quanh nhưng mà dù có chết cũng phải khiến cho bọn chúng trả giá tiểu hắc Tạp Mao Điểu. Hai tiếng gọi quen thuộc bỗng nhiên vang lên, Lưu Tinh Tiên sinh bộ dạng giống như bị lôi điện đánh trúng, toàn thân run lên mãnh liệt, quay đầu lên trên không trung, hai đạo nhân ảnh quen thuộc đã từ trên không trung cực tốc lao tới. Đại ca, hầu tử. Lưu Tinh Tiên sinh như có dòng điện chạy qua mình, rơi nước mắt cảm động. Bao nhiêu năm rồi, trong khi bị truy sát phải bỏ chạy, Hắc Vũ luôn phải ẩn giấu thân phận, dùng một số tên giả, còn các tên giả đó phần lớn đều có liên quan đến những kinh nghiệm đã cùng trải qua với tần vũ năm xưa cho thấy cảm tình mà hắc vũ gửi gắm nơi huynh đệ mình tên già lần này chính là lưu tinh tiên sinh hắn mong muốn nhất chính là gặp lại được huynh đệ của mình vừa rồi đúng ngay khi hắn gần như đã tuyệt vọng đại ca và nhị ca của hắn đã xuất hiện giờ phút này hắc vũ cảm thấy toàn thân như dâng lên một luồng nhiệt thực lực toàn thân lập tức được để thăng đến đỉnh điểm đại ca hầu tử chờ đệ trường thương trong tay hắc vũ sung lên hóa thành du long mang theo một tàn ảnh mơ hồ cả người liền hướng đến một nhị cấp yêu đế ở mé trái còn trong không trung hai đạo thân ảnh một nhắm thẳng đến từ cấp yêu đế một lao đến nhị cấp yêu đế tam vị yêu đế thân mặc kim y phân biệt đối phó với các đối thủ hầu phí lúc này nghiến răng nghiến lợi trạng thái như điên cuồng hai con mắt đỏ lên hiện rõ sự đáng sợ một cây hắc sắc trường côn hung hãn giáng xuống trường kiếm của nhị cấp yêu đế kia nhưng kế tiếp đó trường côn của hầu phí tựa như tá lực lại một côn đập xuống một côn tiếp một côn. KNH hát thiên tam thập lục côn tuyệt chiêu mạnh nhất. Tam thập lục trọng điệp lãng. Ngay tần vũ cũng không đỡ được tuyệt chiêu đó, dưới sự điên cuồng công kích của hầu phí, thanh cực phẩm tiên khí trường kiếm kia chỉ chống được ba côn là bị đập nát bấy. Liên tục 33 côn sau đó căn bản còn chưa dở ra, chỉ đập có ba côn, từng côn đập lên trên nhục thể. Thực tế là một côn đã đủ giết người rồi, chỉ là tốc độ hầu phí quá nhanh, ba côn sau mới. Bồng, một tiếng, máu huyết phun ra thịt nát xương tan bay tứ tung nguyên anh càng sớm bị côn kình chấn nát hắc xác trường thương tên là xuyên vân thương một thương hóa thành chín đạo thương ảnh một nhị cấp tiên đế khác cố gắng mở to mắt tựa hồ muốn nhìn cho rõ thương ảnh nhưng chờ khi hắn nhìn rõ ngọn xuyên vân thương kia đã trực tiếp xuyên thủng một lỗ lớn nơi bụng hắn nguyên anh cũng bị trực tiếp xuyên thấu nhất chỉ là tuyệt chiêu mạnh nhất của lưu tinh chỉ pháp là một chiêu đặc biệt có được khi công pháp tu luyện tinh thần biến đạt đến cảnh giới hắc động phá không chỉ phanh thanh âm thanh thúy vang lên một luồng kim sắc tàn ảnh từ trước mắt tứ cấp tiên đề bán tới sau đó thân hình tần vũ từ trên trời hạ xuống còn tứ cấp yêu đế đang ngây ngốc đứng đó ngay trên trán có một cái lỗ dưới công kích mạnh nhất của tần vũ là phá không chỉ tứ cấp yêu đế chết ngay tại chỗ năng lực hoàn thủ cũng không có ba huynh đệ gần như đồng thời xuất thủ ba yếu đế kia đều là một chưa bị giết ba huynh đệ đứng thẳng người mắt nhìn nhau trong mắt tràn đầy sự kích động cả chục hắc y nhân kinh khủng phát hiện thủ lĩnh của bọn họ ba đại yêu đế không ngờ thoáng chốc bị giết sau một chút sững sờ không hẹn mà cùng bắt đầu điên cuồng chạy trốn miệng còn điên cuồng giống lên chạy mau chạy mau à vừa la vừa nhắm bốn phương tám hướng khác nhau mà chạy bọn họ hiểu rằng nếu như chạy cùng một hướng có khả năng bị nhất võng đả tận tần vũ nhìn đám người này mục quang chuyển lạnh thản nhiên nói một người cũng không để sót. Chỉ thấy cả trăm người bất ngờ xuất hiện, lập tức bao vây lấy mấy chục người này, chỉ trong một cái chớp mắt, cả chục hắc y nhân đều bị giết sạch, máu tươi nhuộm đỏ cả mặt đất, còn trăm thân ảnh kia đều cung kính quỳ xuống. "Chủ nhân." Đứng đầu chính là ngũ cấp yêu đế vẫn minh. Bốn yêu đế thống lĩnh cửu cấp, bắt cấp, thất cấp yêu vương, đồng thời xuất thủ, vài chục người kia sao có thể không chết. Tần Vũ tâm ý khẽ động, đám người này đều bị thu vào khương lan giới tần vũ vào khoảng thời gian trước đó đã đem tất cả yêu thú trong vạn thú phổ bỏ vào trong khương lan giới chỉ là phân biệt làm hai địa phương cho linh thú đẳng cấp thiên yêu và đẳng cấp yêu vương hai địa phương này bị tần vũ chia cắt nhau xa ra nhìn thấy đột nhiên xuất hiện một đám đông người giết chết cả chục yêu vương hóc vũ và bạch linh đều hơi kinh hãi cuối cùng lại biến mất càng khiến bọn họ giật mình trận chiến đấu vừa rồi vẫn còn khiến không gian tồn tại những ba động dưới tình huống này thuấn di rất nguy hiểm nhưng thủ hạ này thực lực mặc dù không tính là mạnh nhưng đối phó với một đám người như vậy vẫn là rất hữu hiệu nếu như để ta tự đi giết cả chục người có lẽ cũng không thể giết bọn chúng nhanh như vậy tần vũ trong lòng rất thỏa mãn đại ca hắc vũ nhìn hướng về tần vũ tần vũ quay đầu lại ngưng mắt nhìn tiểu hắc trong mắt lóe lên sự kích động tiểu hắc ta cuối cùng đã tìm được đệ rồi hắc vũ nặng nề gật đầu trong mắt lấp lánh lệ tạp bao điều hầu phí đi tới bất ngờ vỗ vai Hắc Vũ. Nhìn không ra, một thân bạch y lại còn tỏa hương nữa chứ, đáng tiếc à, công lực ngươi mới nhất cấp yêu đế, mặc dù so với dự liệu của ta thì cao hơn một chút, nhưng mà so sánh với ta, còn cách biệt không ít. Khuôn mặt Hầu Phí có một tia đắc ý. "Hầu tử." Hắc Vũ ngược lại không để ý, chỉ là mặt đầy vẻ kích động nhìn Hầu Phí. Tân Vũ nhìn Bạch Linh ở bên cạnh, liền đó cười nói với Hắc Vũ. "Để còn không mau giới thiệu cho chúng ta vị cô nương này?" Khuôn mặt Hắc Vũ có chút đỏ lên, liền đó vội vàng đi đến bên Bạch Linh. Tần Vũ nhìn thấy cảnh này, trong lòng không khỏi thầm than. So với khi ở phàm nhân giới, tiểu Hắc cũng đã biến đổi nhiều rồi, tối thiểu không còn băng lãnh như trong quá khứ nữa, thậm chí y phục cũng không như bình thường, trong quá khứ luôn là màu đen. "Linh Nhi, để ta giới thiệu cho nàng." Hắc Vũ nắm lấy tay Bạch Linh. Khuôn mặt Bạch Linh còn chút nhợt nhạt, dựa vào người Hắc Vũ chỉ là cặp mắt linh động của nàng vẫn tò mò nhìn tần vũ và hầu phí hắc vũ mềm giọng nói linh nhi hai vị này chính là đại ca và nhị ca mà ta vẫn thường nói với nàng đây là hầu tử nhị ca của ta hắc vũ vừa chỉ hầu phí bạch linh lập tức nhu thuận nói nhị ca hầu phí nghe vậy liền vui sướng vô cùng liên tục gật đầu hắc vũ lại nhìn hướng tần vũ nói linh nhi đây chính là đại ca mà ta vẫn thường nói Ta và đại ca đã cùng nhau lớn lên từ nhỏ, đương nhiên, đại ca mặc dù là nhân loại, nhưng bất kể là mặt nào cũng đều khiến ta bội phục. Đại ca? Bạch Linh mở to mắt nhìn Tần Vũ nói. Tần Vũ nghe Bạch Linh xưng hô như vậy bản thân liền đoán ra quan hệ của hai người. Đại ca, hầu tử. Khuôn mặt thanh tú của Hóc Vũ hơi đỏ lên. Đây là nữ nhân mà đệ yêu thích sau khi phi thăng đến Tiên Ma yêu giới, nàng tên Bạch Linh, nàng hiện tại đã là thê tử của đệ. Hoa wow. Thê tử Hầu phí kêu lên kỳ lạ Còn dùng một loại mục quang quái dị nhìn lên hắc vũ Tạp mau điều Không tưởng được à Mới bao nhiêu đó năm Người cũng có thê tử rồi Nhưng nhu thuận như bạch linh cô nương Thực không biết bạch linh cô nương sao lại đi thích khối băng không hiểu tình cảm Như ngươi Bạch linh cô nương Cô nói với ta Có phải tạp Mao điều cưỡng bức cô Nếu quả là vậy Mặc dù ta với hắn là huynh đệ Nhưng mà ta cũng có thể đại nghĩa diệt thân Nói rồi Hầu Phí còn múa hắc bổng vài cái. Không, không, không có, là muội tự nguyện. Hoàng sợ nói xong, mặt Bạch Linh liền đỏ lên. Nhất thời Tần Vũ, Hầu Phí ngay cả Hắc Vũ cũng bật cười lên. "Tốt rồi Phí Phí." Tần Vũ phát thoại. "Tiểu Hắc, ba huynh đệ chúng ta cũng bao nhiêu năm không gặp rồi, cũng nên trò chuyện, chỉ là địa phương không an toàn gì cả, nói không chừng địch nhân lại kéo đến giết chóc, chúng ta trước hãy đến một địa phương an toàn." rồi lại nói cũng không muộn. Hắc Vũ và Bạch Linh liền biến sắc, Hắc Vũ nghiêm túc nói. Đại ca nói đúng, mau rời khỏi đây. Nhưng mà chúng ta đi đâu? Bạch Linh nghi hoặc nói. Các người không cần kháng cự, ta dẫn các người đến một địa phương. Tần Vũ cười nói, Hắc Vũ suy đoán. Đại ca, là Thanh Vũ tiên phủ à? Tại phàm nhân giới, Tần Vũ đã sử dụng qua Thanh Vũ tiên phủ vài lần, nghe Hắc Vũ hỏi. Tần Vũ chỉ là cười thần bí một cái rồi lắc đầu không quản hắc vũ lòng đầy nghi hoặc tần vũ trực tiếp đem mấy người đưa vào khương lan giới còn khương lan giới liền hóa thành một hạt cát xung nhập vào lòng đất trong bụi hoa tinh linh phủ tần vũ tin rằng cho dù địch nhân có phái người đến lần nữa cũng không thể tìm được bọn họ sự an toàn của khương lan giới không cần phải nghi ngờ trong khương lan giới hắc vũ và bạch linh kinh ngạc nhìn mọi thứ xung quanh trong lòng nghi hoặc thế giới vô cùng vô tận này rốt cuộc là ở đâu tạp mao điều choáng rồi hả đây là bảo bối cuối cùng đại ca có được từ nghịch ưng cảnh nhưng của lan thúc để lại tên là khương lan giới hầu phí đắc ý nói trong khương lan giới đại ca chính là thần muốn biến ra cái gì là có cái đó tần vũ rất phối hợp gật đầu nói tiểu hắc có nhớ vân vụ sơn trang không nói rồi mặt đất phía trước tần vũ bắt đầu biến hóa một tòa vân vụ sơn trang rộng lớn đột nhiên từ mặt đất dựng lên trong lúc hắc vũ và bạch linh còn đang kinh ngạc khó tin mọi thứ của vân vụ sơn trang đều đã xuất hiện Đại ca, đây là... Hắc Vũ thực sự chấn động. Đây chính là Khương Lan Giới. Một đạo thanh âm từ cạnh đó chuyển đến, chỉ thấy một người thân hình tựa như Hắc Vũ, chỉ là một quang thâm thúy hơn nhiều đang đi đến, chính là Ốc Lam. Ốc Lam cười nói. Khương Lan Giới, mặc dù không được tính là một thế giới chân chính, nhưng khác biệt cũng không lớn. Chỗ của Ốc Lam ở gần với Tần Vũ, nói xong liền đi đến một góc yên tĩnh uống trà. Tần Vũ cười nhạt nói. Khương Lan giới này tổng cộng có 3 tầng thế giới, tức là hiện tại thực lực của ta chỉ có thể mở được tầng thế giới thứ nhất. Bất quá với tầng thế giới thứ nhất này, mật độ nguyên linh chi khí đã gấp 10 lần bên ngoài, tỷ lệ thế giới cũng không giống nhau, trong này trải qua 10 năm, bên ngoài mới một năm. Bên trong 10 năm, bên ngoài mới một năm. Bạch Linh kinh hãi bật thốt lên. Phải, không chỉ có như vậy, phòng ngự của Khương Lan giới cực mạnh, trong những công kích mà ta biết, còn chưa có thứ công kích nào phá được Khương Lan giới. Tần Vũ tự tin nói, ngay Vũ Hoàng, huyền đế liên thủ công kích cũng không ảnh hưởng Khương Lan giới, lực phòng ngự có thể tưởng tượng ra. Nói đến việc này, thì không thể không nhắc đến chuyện năm xưa Vũ Hoàng truy sát ta. Tần Vũ vừa mới nói, hầu phí liền hưng phấn chen miệng vào. Tạp mau điều, hay là để ta nói đi, lúc xưa à, đại ca người vừa phi thăng lên tiên mai yêu giới, đến phong nguyệt tinh. Hầu phí từ trận chiến phong nguyệt tinh nói đến trận chiến Lam Hòa Tinh, lại nói đến chiến đấu ở ẩn đế tinh chiến đấu ở lam tuyết tinh cùng với tiểu hoàng tinh bị luyện hóa 26 tiên đế bị giết vân vân các chuyện nói mờ ô tê lèo cuối cùng đến khi tại hoàng điều tinh tần vũ bị đánh lén câu chuyện này nói xong cũng mất thời gian gần nửa ngày hóc vũ và bạch linh đều kinh hãi lắng nghe qua một lúc lâu hóc vũ mới nhìn tần vũ đại ca không tưởng được huynh những ngày tháng năm này cũng khổ sở như vậy cũng không khá hơn gì đệ cả tiểu hắc nói đến bản thân đệ đi đệ thế nào sao lại bị người truy sát rốt cuộc là người nào muốn truy sát đệ tần vũ nghi hoặc tra hỏi đối với chuyện này tần vũ vẫn luôn hoài nghi theo như hắn suy luận đáng lẽ không có người nào đi truy sát tiểu hắc mới đúng nhưng vừa rồi lại xuất hiện ba yêu đế có thể phái ra ba yêu đế để giết người cả tên ma yêu giới cũng không có được mấy người kết thúc tập này ở đây nha mọi người nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé liên tiểu muội để ở bên dưới phần mô tả. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh Di Các Phim để cập nhật những video mới nhất nhé. Cảm ơn mọi người.